có thân người và gặp Phật pháp là điều rất là quý. Đã là quý thì mình cố gắng, mình tu sao mà thấy mình an lạc là người ta nhìn mình ta cũng muốn tu rồi đó. Bây giờ trong cái cõi này không an lạc thì khổ quá. Tại vì sao? Vì nó nhiều cái khổ quá, mình khổ thêm chi. Nó thiếu mà, nó thiếu thì nó phải thiếu thôi. Cái cõi này là cái cõi thiếu thốn. Nên nguyện thứ nhất, phát lờ thệ nguyện rộng lớn, pháp tạng bạch rằng: xin Đức Thế Tôn từ bi xét cho, nếu con chứng được vô thượng bồ đề thì cõi nước con đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Nghĩa là đầy đủ công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Cái công đức mà còn chữ trang nghiêm có nghĩa là cái phước báo công đức và thế giới cực lạc trang nghiêm là đẹp, không thể nghĩ bàn. Đẹp dữ lắm. Có nghĩa là cái đẹp này nghĩ không thể nào thông suốt được. Mà bàn nói hoài, nói cũng không hết cái vẻ đẹp của cực lạc luôn. Công đức viên mãn, đẹp không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là Ngài phát lờ thề nguyện rộng lớn. Trước nhất là Ngài nói như vậy, đẹp không thể nghĩ bàn, trang nghiêm là đẹp không thể nghĩ bàn. Và cõi nước của Ngài là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, côn trùng nhỏ nhịt. Thấy chưa? Trước nhất là cái điều tuyệt vời thế giới cực lạc nó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, côn trùng nhỏ nhịt không có ở thế giới cực lạc. Rõ ràng không? Còn ở cái cõi này quý vị thấy côn trùng nhỏ nhít nhiều không? Quý vị vô nhà sinh coi, phải không? Lặt nhà cầu lên coi coi, quá trời luôn. Kiến rồi, quá trời nhiều luôn. Nó ổ ổ ổ đầy hết trơn. Côn trùng nhỏ nhít. Mà đó là một con kiến, là một chúng sanh đó. Một chúng sanh tạo tội nghiệp đó. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài ở kỳ viên tỉnh xá, Ngài nhìn xuống ổ kiến, thì Ngài nói với đệ tử bên cạnh rằng: đã 70 Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. Trong khi thân kiến, thọ mạng của kiến rất là ngắn, rất là ngắn luôn. Vậy mà 70 Phật ra đời. Quý vị biết rằng là một vị Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà ti 12 đại kiếp của Ngài ở cái cõi Ta Bà này. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, cái thời gian của Ngài khi diệt kinh giáo hết, mà cái thời gian một vị Phật xuống thế lâu dữ lắm, rất là lâu luôn đó. Như vậy mà 7 vị Phật ra đời mà kiến này vẫn còn mang thân kiến. Kinh chưa? Là quý vị biết gì sao không? Con kiến này nó chết đi và nó chấp cái thân kiến. Quý vị nhớ nghe, cái chấp của thân súc sanh nó ngu si đến mức mà tột đỉnh luôn. Nên nó vừa chết mà nó khoát nguyện kiến là kiến liệt. Vì cái khổ á, cái khổ nó đi đến mức cực điểm và nó ngu si đến mức cực điểm, nên nó tái sinh làm súc sanh liệt. Vì cái khổ này bây giờ nó tăng lên tăng không được, chỉ có là làm thân kiến. Mà có khi á, có những thời điểm nó làm kiến bự, nhưng mà nó hạ từ từ mà thành kiến con nhất luôn. Là nó giảm phước làm thân kiến luôn. Vậy mà Đức Phật này nói rằng là 7 vị Phật ra đời mà nó vẫn còn mang thân kiến. Đệ tử hỏi rằng: kiến gì sao thọ mạng dài dữ vậy thầy? Thì lúc đó Đức Phật nói rằng là nó tái sinh lại làm thân kiến, mãi mãi đời đời kiếp kiếp làm thân súc sanh kiến. Ghê không? Đó. Còn quý vị nói bây giờ chúng ta muốn làm thân người, đời đời kiếp kiếp 7 vị Phật ra đời làm thân người, chuyện này không có. Không có cái chuyện làm thân người mà nó là 7 vị Phật ra đời mà làm thân người. Không có quý vị. Rất là hiếm luôn. Nên Đức Phật nắm một nắm đắc gì? Bu nắm đắc xuống. Đức Phật hỏi đệ tử là: nắm đắc trong nắm tay ta nhiều hay là đắc trong cái móng tay ta nhiều? Nó là đắc buông xuống nhiều, móng tay của Phật dính rất ít. Thì Đức Phật nói rằng chúng sanh có thân người và mắc thân người. Chúng sanh mắc thân người thì giống như đắc mà ta buông xuống, còn chúng sanh mà có lại thân người như đắc dính trong móng tay của ta. Thì quý vị biết rằng con người mà có thân người và có lại thân người hiếm lắm. Nên Phật có nói rằng được thân người khó được, thấy chưa? Mà Phật nói nghe, kim khẩu Đức Phật nói là có thân người khó được, được thân người khó được. Nó, thấy không? Gặp Phật pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó, gặp thiện trí thức chỉ dẫn thẳng đường càng khó nữa. Khó không tưởng tượng được cái khó này luôn. Nhất là trong cái thời cuộc cõi đời này, gặp thiện trí thức trực chỉ dẫn dắt quý vị đi thẳng tiến, thẳng đến mục tiêu giải thoát, cực kỳ khó gặp. Cực kỳ khó gặp luôn. Vì thấy bây giờ mà kiếm một người mà ngày nào cũng giảng tịnh độ cho vị nghe đã là quá khó.
thời gian đâu để giảng cho vị nghe. Rồi không niệm Phật lễ Phật làm sao giảng tịnh độ đấy? Thì có làm sao giảng tịnh độ đấy? Rồi người cái người mà giảng phương tiện rộng ra tới vị rồi thu gom lại tới vị, điều này là khó nữa rồi. Đa phần người ta đọc văn tự và người ta thuộc văn tự, người ta nói văn tự cho vị nghe. Cái việc này vị nghe vị không hành được, không làm được, phải không? Không đơn giản đâu quý vị à. Nên từ nơi đó mà cái nguyện đầu tiên thôi là cái quốc độ ở cõi Cực Lạc là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, côn trùng nhỏ nhất nữa, thấy không? Cái này là cái chuyện quý vị về Cực Lạc là không thối chuyển, rõ ràng là không bao giờ bị đỏ đỏ vào tam đồ ác đạo nữa, vì nó không có cái thứ đó, nó không có cái thứ đó ở Cực Lạc. Còn ở nơi này là đỏ nè, tại vì ở đây là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nên sẽ đỏ, ở đây sẽ đỏ, ở đây nhất định đỏ, nhất định phải về Cực Lạc. Về Cực Lạc là Bồ Tát bắt thối chuyển, không có thối chuyển là chỉ có tiếng không lùi. Mà bậc Bồ Tát bắt thối chuyển là Di Lặc Bồ Tát đó. Nên người về thế giới Cực Lạc, người ta có khả năng người ta đi đến những quốc độ không có Phật để người ta quá độ một quốc độ được luôn. Vì người ta có khả năng làm Phật, vì họ là Bồ Tát bắt thối chuyển là bằng bậc đẳng giác Bồ Tát. Từ nơi đó mà họ có thể đi đến những quốc độ khác để độ chúng sanh khác luôn. Về tới thế giới Cực Lạc là vì có khả năng đó, tại sao không về? Không về. Bây giờ làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ ở đây cõi này dù có thương lo lắng cho nhau, nhưng mà nó quá ngắn ngủi rồi, chúng ta chết đi chúng ta có lo cho con mình được đâu, lo cho chồng mình được đâu. Bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại cái tình thương yêu này đi, rồi chúng ta hãy sanh cái tâm mạnh mẽ để niệm Phật sanh Cực Lạc đi, để mình đi về Cực Lạc mình mới độ được mà. Nhớ nha quý vị, hãy tạm gác lại đi quý vị, hãy tạm gác dừng cái tình thương yêu ái nhiễm lại đi. Có nhiều người nói rằng thầy ơi làm sao mà bỏ con cái được thầy, thương sanh nó ra mến tay mến chân làm sao bỏ được thầy ơi. Những đức nói chuyện quý vị có đau chân thì thẳng chân đi nghe, thẳng chân trước mặt thẳng cũng được không sao đâu. Nhớ nè, có nhiều người ta gặp những đức nói thầy ơi thầy nói gì, thầy không có con thì không có hiểu được đâu. Họ nói câu vậy đó, thầy không có con thì không hiểu được đâu thầy à, nếu như thầy mà có con thì muốn bỏ con thì cũng khó lắm. Cái câu nhà Đức nói rất rõ ràng cho quý vị nghe là hãy tạm thờ, hãy tạm thờ gác lại tình này đi. Tạm thờ là không phải đá đổ đâu. Quý vị dặn ở nhà, nhưng quý vị biết cái tình thương này nó giả tạm lắm. Bây giờ mình mến tay mến chân, mình thương đứa con, mình lo cho đứa con này. Nhưng những Đức hỏi quý vị, khi quý vị chết đi nó có sống không? Nó phải tiếp tục sống với cái cuộc đời này. Tại sao quý vị không tạo điều kiện cho nó để sống trước khi quý vị chưa chết? Lỡ khi quý vị chết đi thì nó có khả năng sống. Còn nếu như bây giờ quý vị bảo bọc, quý vị bảo vệ nó, bo bo nó, lỡ như quý vị vô thường đến, nó sẽ sống như thế nào đây? Hãy suy nghĩ kỹ cái tình thương mà khi quý vị không còn nữa, nó sẽ sống sao đây? Hãy tạo cho nó một cái nguồn năng lực sống tự lực cao hơn, để khi lỡ mình vô thường đến bất tử, nó có thể sống được khi không có mình. Hiểu chưa? Đó là cái sự hướng dẫn gác lại tình thương đó. Và hãy đặt tình thương với Phật A Di Đà cho cực kỳ mạnh. Vì khi quý vị đặt tình thương với Phật A Di Đà, quý vị được giảng sanh. Khi quý vị giảng sanh, cái việc mà đi độ người thân quý vị là không còn bị trở ngại nữa. Không có trở ngại, bởi vì có đủ năng lực nhìn ra là nó có cái chủng tử gì để độ nó. Nó có cái chủng tử gì của nhân duyên gì đã từng tu để độ. Tiện hơn là quý vị ở cõi này giúp nó nhất thời. Mà giúp nó nhất thời, khi mình chết đi theo cái sự quy luật tái sinh, mình sẽ đi vào những loài súc sanh hoặc những loài người ở chỗ, những quốc độ khác. Rồi cái dòng sanh tử nó trôi lăn quý vị. Rồi lúc đó cái cơ hội để độ họ không có nữa, rất là lâu để thành Phật. Còn bây giờ chúng ta đời này quyết chí về Cực Lạc để mà mình độ họ, là vì họ mà mình phải về Cực Lạc, nên gác bớt lại cái tình thương yêu mà chúng ta cho rằng đó là cái việc trách nhiệm mình phải làm như vậy. Cái trách nhiệm này phải làm, nhưng phải hiểu kỹ rằng cái trách nhiệm này sẽ có giới hạn. Chúng ta hãy tạo ra một trách nhiệm mà đời đời kiếp kiếp đến độ họ, đây mới là trí tuệ. Hiểu không? Đây mới là trí tuệ. Nên ở quốc độ Cực Lạc không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, côn trùng nhỏ nhất. Nếu chúng sanh nào bị đọa địa ngục trong ba cõi ác, cái này mới đặc biệt nè. Nếu có chúng sanh nào bị đọa địa ngục trong ba cõi ác mà muốn sanh vào cõi nước của con, đã đọa rồi, khổ rồi,
Quý vị hiện tại đang gọi cõi ta bà này, chúng ta cũng đang bị đỏ. Nhớ nghe gì để thông hiểu. Nghe không? Để thông hiểu là mình đang bị đỏ nè. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi. Không lẽ mình chờ mình đỏ chúng tam đồ? Khi bị đỏ chúng tam đồ mà muốn, không có muốn được. Tại vì ở trong tam đồ là địa ngục, quý vị không có thời gian để muốn đó đâu. Nó hành hạ, nó giết quý vị suốt luôn, tâm sân hận nổi lên sao muốn. Còn ở trong ngạ quỷ nó đói đến mức cực điểm, mà quý vị biết cái miệng bị thở ra khói, khói ra lửa. Ra khói ra lửa thì quý vị coi làm sao mà quý vị có cái khả năng để muốn. Còn trong súc sanh, quý vị coi bị chiên xào nấu nướng, lột da, sự đau đớn đó và ngu si đó làm sao bị muốn. Nên cái câu mà muốn này nè, cái câu mà muốn này là không phải ở trong tam đồ đâu. Mà nói cái chữ tam đồ này đó là cái tam đồ mà quý vị đang ở cái cõi này, quý vị đang bị vướng vào tam đồ đó. Là những con người đã phạm vào sân hận, ngu si và tham lam là đang vướng vào tam đồ. Những con người này bây giờ nghe đạo rồi muốn quay đầu lại. Thì bây giờ những con người này mà muốn sanh về cực lạc, nó muốn sanh về cực lạc là muốn sanh về cõi nước của con, được con giáo hóa cũng đều thành Phật. Là họ phải làm sao? Là họ phải niệm Phật. Đó, hiểu chưa? Họ đã tạo tham sân si nặng nề là họ đang bị trói buộc trong tam đồ và chuẩn bị sẽ đỏ vào tam đồ. Mà người này chưa đi vào thẳng tam đồ, nên bây giờ họ may mắn ở trong cái buổi chia sẻ này, họ được nghe bài giảng này và họ muốn quay đầu lại để họ thoát khỏi tam đồ. Là bây giờ là cơ hội, còn có thể có cơ hội để thoát khỏi tam đồ. Nên bây giờ là lúc mà quay đầu để mà niệm Phật để thoát khỏi tam đồ. Thấy chưa? Hay, công nhận nha. Nên khi họ về cực lạc và họ thành Phật, không hề trở lại những cõi ác nữa. Có nghĩa là họ về cực lạc là không thể nào quay trở lại những cõi ác nữa. Và vì sao? Vì họ không có bị tham sân si trói buộc, mà họ luôn luôn là họ được định tâm ở trong tham sân si. Có nghĩa là chữ định này là không nhiễm, họ ở trong tham sân si họ không bị nhiễm. Nên họ là người định ở trong tham sân si. Tuy họ sanh đến cõi ta bà là ở trong tham sân si, nhưng họ định được ở trong tham sân si. Họ không có bị tham sân si trói buộc. Còn mình là đang bị tham sân si trói buộc, đúng không? Nguyên lý này rất là rõ ràng luôn đó quý vị. Nghe không? Nghe rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Nhưng mà tại vì quý vị không hành thì không thể nào cảm nhận được điều này đâu. Những Đức chia sẻ mà những Đức còn cảm giác nó an lạc, nó vui sướng, không thể nào nghĩ bàn đây nè. Chứ đừng ở đây chi mà về tới cực lạc. Đó, thì những điều những Đức đọc văn tự mà chia sẻ cho vị nghe đó, vị thấy không? Đó, rồi nếu như mà Ngài phát cái nguyện này mà chúng sanh đó làm như vậy mà không được, thì Ngài nói rằng là được như nguyện này thì con mới thành Phật, nếu không như thế con không thành Phật. Trực chỉ luôn. Cái trực chỉ này mà thấy cái từ bi của Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cái từ bi mà lúc Ngài phát cái nguyện này, Ngài là một chúng sanh, nhưng nhớ tướng là một chúng sanh, nhưng Ngài đã hoàn toàn đã chứng quả. Quý vị phải công nhận cái chỗ này nè. Tướng là chúng sanh, nên mới nói là Pháp Tạng bạch rằng là lúc đó Ngài là một chúng sanh như những Đức đi, mà hoàn toàn ở trong cái trí lực nguyện lực của những Đức đã hoàn toàn khai thác hết rồi. Và nhập cảnh của Phật Đạo luôn, không còn là một chúng sanh bình thường, nhưng tướng là của một chúng sanh. Nên mới quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Và Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai lúc đó là một vị Phật đang ở cõi quốc độ đó. Hiểu chưa? Nên Ngài quỳ xuống, Ngài mới nêu lên sự chứng đắc của Ngài. Ngài nêu lên những cái nguyện của Ngài, như trong Kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện nè. Thì Ngài mới nêu lên những cái nguyện đó, và Ngài Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai thọ ký rằng tất cả những nguyện của con phát lên đều được viên mãn. Đặc biệt ghê. Vậy thì chúng ta là người niệm Phật mà muốn sanh cực lạc thì cái tâm mình phải học giống Ngài. Học giống Ngài ngay chỗ nào? Con nhất định phải về cực lạc. Con về cực lạc nhất định con sẽ thường nguyện trở lại độ chúng sanh ở cõi ta bà này. Nếu như con về cực lạc mà con không được như nguyện này thì con nguyện không về cực lạc. Đó, Ngài rõ ràng luôn. Với thành Phật để sung sướng đi, tự nhiên sao mà bây giờ nguyện tùm lum hết trơn rồi mà không được như vậy thì con không thành Phật, con tu nữa. Con tu chừng nào mà chứng được cái công đức phước duyên mà phải được như vậy con mới làm Phật.
Mà khi Ngài cái tâm như vậy là Ngài đã làm Phật rồi. Quý vị biết rằng Phật là gì? Phật là hoàn toàn vì chúng sanh, nên Ngài đã vì chúng sanh thì Ngài đã là Phật rồi. Quý vị nhớ là cái danh từ Phật là giác ngộ, chứ không phải là một cái hình tướng. Phật là một vị gì đó cao siêu gì đó bay bay bay, không phải. Mà là Phật là một vị giác ngộ, là giác ngộ nội tâm, giác ngộ nhân sinh, giác ngộ vô thường và giác ngộ hoàn cảnh của chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới luôn. Cái giác ngộ này quý vị biết rằng là Ngài sáng hết hoàn toàn luôn. Ngài câu thông hết tất cả những cảnh giới, trở thành một nguyên lý là giác ngộ. Nên là một vị Phật là một con người bình thường nhưng là giác ngộ. Mình thì đụng là phiền não, đụng cái là sân si, đụng cái là tham lam. Nhưng các ngài thì không bị như vậy. Nên đó gọi là giác ngộ. Nên từ nơi đó chúng ta học Phật, ít gì chúng ta cũng giác được một chút. Hiểu không? Ít gì mình cũng giác được chút, chứ mình không giác được cái gì cũng thấy uổng ghê. Hiểu không? Thấy ta giác chạy tùm lum mình cũng giác theo. Hiểu không? Nên lâu lâu mà dịch bệnh này có giặc giả gì tự nhiên cũng giác đồ chạy tá lả ông Vinh. Cái này thì tự mọi người giác, tự mọi người ngộ thôi. Hiểu không? Chữ giác ấy, thế gian gọi là giác là nhìn ra được đồ, ngộ là cầm chạy. Hiểu chưa? Cái đó là thế gian ấy, dùng cái câu vậy. Còn giác ngộ trong Phật pháp là giác là hiểu vô thường, ngộ là không buồn trách. Tùy mỗi người giác, mỗi người ngộ, sao cũng được chứ. Hiểu không? Nó một cái lời nguyện thôi mà đặc biệt vô cùng. Nên á, tổ sư nói một câu vậy nè: câu A Di Đà Phật là linh đơn quan hỷ. Thì ra mình hiểu rồi tại sao cái người mà tu tịnh độ họ thường cười. Mình đặt câu hỏi để quý vị thấy phải rõ ràng không? Quý vị mà ở trong cái pháp hội giảng tịnh độ, trực chỉ giảng tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì quý vị sẽ thấy cái pháp hội đó liền à. Còn nếu như quý vị ở trong một cái pháp hội mà không phải giảng tịnh độ thì quý vị sẽ biết à. Cái lượng người mà trong cái pháp hội mà không phải giảng tịnh độ nó không có vui như cái pháp hội giảng tịnh độ. Nói mà cái chỗ này trong kinh thì quý vị cũng biết cái pháp hội giảng tịnh độ thù thắng cỡ nào. Giống như kinh A Di Đà không hỏi mà Phật tự thiết. Còn cái pháp hội mà kinh Vô Lượng Thọ, nhớ nghe, cái pháp hội Di Đà, kinh A Di Đà thì không hỏi mà Phật tự thiết. Còn cái pháp hội mà kinh Vô Lượng Thọ là Phật thì hiện cho A Nan hỏi. Mà A Nan ngài nói rằng là lúc mà Đức Phật chuẩn bị giảng kinh Vô Lượng Thọ đó là từ quang minh sắc diện, là biểu hiện bên ngoài, mà từ xưa tới nay chưa có một lần nào mà Đức Phật giảng kinh mà phóng quang và sắc diện đẹp như ngày hôm nay. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ vì sẽ biết liền gì đó. Nào, thì vị biết rằng là cái pháp hội tịnh độ sẽ là thù thắng nhất. Nên cái pháp hội mà giảng kinh Vô Lượng Thọ là thù thắng nhất. Nên Đức Phật phóng quang đẹp hơn, sắc diện đẹp hơn. Mà A Nan nói là từ xưa giờ đi theo Phật chưa từng thấy lần nào mà Đức Phật phóng quang và sắc diện đẹp như ngày hôm nay. Thì tôn giả A Nan ngài biết được là hôm nay Đức Phật chuẩn bị giảng một cái đại pháp. Chuẩn bị giảng đại pháp. Bây giờ quý vị đơn giản đó, quý vị nhìn những đức giảng tịnh độ cũng đẹp hơn lúc bình thường. Đúng không? Quý vị ngồi gần gần quý vị sẽ thấy à, thấy nó hồng hào đẹp hơn lúc mà đi ngoài đường khước khơ. Đúng không quý vị? Đi vòng vòng ngoài đường đâu có được như ngồi trên cái pháp tòa giảng tịnh độ đâu. Rõ ràng mà nó quan hỷ thì sao á, nó an lạc thì sao á, thì biết rồi. Dù là phàm phu đó mà lúc đó là nhập cảnh nhập duyên, nó tự nhiên nó có hiện tướng. Không chi mà lúc mà Đức Phật ngày chuẩn bị giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì biết rằng lúc Đức Phật mà ngày chuẩn bị giảng kinh Vô Lượng Thọ là ngài với mười phương chư Phật câu thông hết trơn. Cảnh giới của các ngài là một nguyên lý cảnh giới. Nên từ nơi đó mà câu thông cảnh giới hoàn toàn để giảng. Mà lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ thì mười phương chư Phật cũng đang tán thán, và những cái quốc độ mà cửa những chư Phật khác, đệ tử của những quốc độ đó đều phải đến. Mà Nhân Đức nói những điều này, có những người ta nói rằng ồ bộ ông là Phật sao mà ông biết. Người ta nói vậy đó. Trong kinh đó, vì tụng kinh để ý đi, nói tất cả những vị đang nghe pháp đó, chờ rồng Atula, Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát, thì đã là Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát, thì những quốc độ của chư Phật khác đều có Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát mà.
Cái thanh văn duyên giác Bồ Tát không phải nói chỉ có cái quốc độ của mình, mà ở tha phương pháp giới để đến, để nghe pháp. Thấy chưa? Nó mở rộng ra là vậy đó. Đó. Nên tại sao nói tới giới cực lạc nào là chờ người A-tu-la, thanh văn duyên giác Bồ Tát giảng sanh? Tại sao đọc những văn tự đó là những con người đó, là những người đó cũng niệm Phật sanh cực lạc. À, họ cũng niệm Phật sanh cực lạc, vậy là mình cũng nằm trong vai trò đó luôn. Nên trong trong kinh Vô Lượng Thọ nó là người chờ thanh văn duyên giác, người là mình, chờ là có chờ, thanh văn là thanh văn, thanh văn là những bậc A-la-hán thanh văn đó, duyên giác là những vị độc giác Bồ Tát. Những vị này là dù Phật có ra đời hay không ra đời, họ cũng có thể chứng quả, gọi là độc giác, là họ có thể tự khả năng có thể giác ngộ luôn. Rồi Bồ Tát thì thấy không, là những vị này đều là bậc đặc giác Bồ Tát, là niệm Phật sanh cực lạc, mà ngài Bổ Hiền, Văn Thù đó, những vị đẳng giác Bồ Tát không đó. Nó rồi các ngài còn phải dẫn dắt 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng bên cạnh Tỳ Lô Giá Na, Như Lai, ngài các ngài khuyên họ nên niệm Phật sanh cực lạc. Thì lúc đó Đức Thế Tôn á, trong pháp hội Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn nói rằng tốt tốt được đó, khuyên họ gì cực lạc đi. Thấy chưa, thấy hay không? Bởi vì mới nói lại là mình là ai mà không sanh cực lạc, mình là ai mà không chịu niệm Phật sanh cực lạc, bạn là ai mà bạn dám phỉ báng tịnh độ? Chúng ta nói một câu này cho chúng ta cùng nghe nhau này nha. Quý vị mà dám thỉnh một vị giảng sư mà đi đến ngôi chùa quý vị, mà họ dám giảng tịnh độ mà nói là tịnh độ không có thật, A-di-đà không có, chỉ bao nhiêu đó thôi, là quý vị cùng đọa với họ không có ngày ra. Bài giảng đó là phải hoàn toàn đem xuống hết, không có dám đem ra cho công chúng nghe luôn. Hiểu chưa? Trời ơi, muôn kinh vạn luận đều tán thán tịnh độ mà nói là tịnh độ không có thật, hoặc cái gì đào không có. Gan cùng mình luôn mới dám nói luôn. Hiểu không? Nhưng mà vẫn có những chúng sanh người ta không đủ thiện duyên, người ta vẫn tin. Hiểu không? Thì quý vị phải xem lại là mình có thiện duyên. Trong kinh Vô Lượng Thọ nêu rất rõ ràng là pháp môn tịnh độ này là pháp môn mà gọi là không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà tin pháp này đâu. Hiểu không? Nên cái người mà tin tịnh độ là cái người quý vị nghĩ họ tào lao hả? Không có đâu. Cái người mà có thể mà miêm mặt mà gặp tịnh độ là tin mà tu liền, mà niệm liền, luôn 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 niệm hoài vậy đó. Vì hỏi họ không biết. Vì nhiều người không biết đó là sao họ bỏ. Nhiều người biết mà sao bỏ. Tại sao cái người không biết mà họ không bỏ, sao nó kỳ cục vậy? Họ phải biết hết. Họ phải biết cái pháp môn tịnh độ này thù thắng như sao. Họ phải cảm nhận được tịnh độ như sao. Những đức hỏi quý vị này, một món ăn quý vị đã nếm mùi rồi, quý vị dạy gì bỏ cái món ăn ngon? Nếm được thì không bỏ. Chỉ có người không nếm mới bỏ thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, nhớ nha. Cái người mà tin tịnh độ là cái người đã có thiện duyên và tu tịnh độ. Thiện duyên là gì? Thiện là cái người này có cái tâm hiền từ. Duyên là người này đã duyên với tịnh độ nhiều đời nhiều kiếp, nên họ có cái thiện tâm nên mới gọi là duyên với tịnh độ. Vì cái quốc độ cực lạc là thượng thiện ở hội tụ một nơi, nên mới biết được cái nguyên lý đó. À. Và thêm nữa, chúng ta ngồi trong đây, chúng ta cũng không biết rằng người ngồi trong đây ai là người ở cực lạc xuống. Trời ơi, quý vị biết không có giỡn đâu nghe. Không biết ai là người ở cực lạc xuống đây, ngồi đây á. Quý vị nói ở cõi này không có hả? Cái cõi này có. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng khi ta nhập Niết Bàn thì ta sẽ cho đệ tử của ta là những bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát sẽ đến cõi đời này để mà truyền dạy cái lời dạy của ta đến nhân sinh. Nhưng nhớ, họ sẽ không bao giờ nói họ là những chúng sanh đó đến. Nếu như họ lộ tông tích thì họ phải đi liền, thì là thứ thật. Nên trong Phật Pháp có cái kiểm định một con người thật giả. Khi một con người thật mà bị lộ thì phải đi. Một con người giả là nêu lên mình là Bồ Tát, là Phật, mà không đi là giả. Nên mình học Phật á, là mình học chánh tín. Nên mình thấy ai mà đưa những lời mà gọi là mê hoặc chúng, nói mình là Phật Bồ Tát, nói mình có thần thông, nói mình là mà một vị tái lai, là quý vị chánh liền. Đó không đúng. Một con người mà thật sự thì vừa lộ tông tích người ta phải đi liền.
người ta không thể nào ở đó. Nên trong nhà Phật vẫn có câu kiểm định người tu thật giả. Còn mình thì không có nói tới cái chỗ này. Mình là cái dạng phàm phu nên cùng khuyên nhau niệm Phật sanh cực lạc. Mình cũng có duyên á, cũng có duyên, chắc là ít gì cũng ở trong cái pháp hội Đức Thế Tôn cũng được số lận. Đâu có giỡn đâu. Quý vị hãy tham khảo kinh Vô Lượng Thọ thật sâu sắc đi, quý vị sẽ biết quý vị ở trong pháp hội Đức Thế Tôn được mấy lần. Nếu như quý vị đã chưa từng nghe một vị Phật nào thuyết tịnh độ thì quý vị sẽ không bao giờ tin tịnh độ. Có nghĩa là quý vị đã ở trong pháp hội của Phật thuyết tịnh độ, chứ đừng có nói là người bình thường. Ở từng ở trong pháp hội của Đức Phật thuyết tịnh độ. Nếu như quý vị ở trong pháp hội của Phật thuyết tịnh độ mà ba lần thì đối với tịnh độ quý vị cũng chưa có niềm tin gì đâu. Tụng trong kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị sẽ biết quý vị được bao nhiêu lần rồi. Nhiều lắm rồi đó. Nên mới tin tịnh độ được. Tại vì pháp tịnh độ là một cái pháp cực kỳ khó tin. Đức Phật nói pháp đây là pháp khó tin. Tuy đưa tịnh độ lên thù thắng nhưng Phật lại nói là pháp khó tin. Đó, phải khó tin không? Phải nhiều người tu tịnh độ bỏ cuộc không? Rất là nhiều người tu tịnh độ mà bỏ cuộc luôn mà. Nên những đức mới đưa lên một cái kế hoạch cho chúng ta tu tịnh độ, đó là hai bài giảng. Hai bài giảng, một câu hỏi Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, chúng ta phải cố gắng duy trì. Hai bài giảng đó. Cứ học hoài hai bài giảng đó. Những đức đã tính ra cho quý vị rồi. Quý vị nghe nửa tiếng được, 20 phút được, 15 phút được. Như sáng này những đức chia sẻ bài quyết chí có 15 phút. Nghe được sao không được. Nên những đức nói 5 phút những đức cũng đủ một bài giảng. Mà nửa tiếng cũng đủ một bài giảng nữa. Nhưng mà khi trong cái lúc giảng, trong cái số lượng đông này quý vị đang cảm giác, nên nó chưa có ngưng lại. Nhưng nếu ai cũng xùi cái tâm xuống hết trơn thì ngưng liền. Là họ nghỉ nghe đó. Đóng lại cái nghe lại, nghỉ liền. Nên từ nơi đó mà nửa tiếng cho quý vị, không, 20 phút cho quý vị là chắc chắn luôn. Là chúng ta học hoài được hoài. Học hoài được hoài luôn. Đó, đó là cái nghĩ ra cho mình mỗi ngày nghe pháp đó. Để nhắc mình, nhắc mình, nhắc mình. Nhớ niệm Phật đi, nhớ cực lạc nghe. Nhớ niệm Phật nghe, nhớ cực lạc nghe. À, cái nhắc hoài vậy đi. Đừng có sợ thừa. Thừa gì mình có nhớ đâu mà thừa. Mình quên hoài mà. Ngày mà lo buôn bán nhớ được mấy lần, trời ơi, tiêu tỏi hành bột ngọt. Mình cứ nhớ cái vụ đó là thối tiền, đưa tiền rồi thối tiền, rồi tính tiền, rồi ghi sổ thiếu đủ tùm lum, rồi bổ đồ, rồi chạy tới chạy lui, rồi đồ nay bằng màu gì tối phải lo cho con cho chồng, hiểu không, tùm lum chuyện nấu cơm. Nên cái thời gian mà nhớ A Di Đà Phật, nhớ cực lạc không có nhiều, nên ngày nào cũng nói có nhớ A Di Đà chưa. Từ hôm nay cô em Phật niệm đến cùng, đúng ra mới vô bước vô một cái là đang nhớ gì à? Có nhớ A Di Đà Phật không? Niệm liền đi. Nhớ cực lạc chưa? Nhớ nghe. Rồi mới vô giảng. Đó. Cái nhắc gì hoài đi. Tại mình quên hoài mà kêu không nhắc gì. Bây giờ nói gì ở trong chùa đây mà còn quên hoài mà. Đừng có nói đi vòng 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 mà đóng tâm đó. Đi vòng 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 mà nghe câu Phật hiểu chứ chéo hoài không à. Thấy chưa, ghi chưa, không có giỡn đâu nghe không? Ừ. Hiểu không? Nó nên mình chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, nhớ thế giới cực lạc là mình vui lắm. Vui lắm nè. A Di Đà Phật là linh đơn quan hỷ. Thấy không? Người mà nghe tịnh độ vì thấy linh đơn quan hỷ cho quý vị chưa? Mặt sáng rực luôn. Đẹp lắm. Quý vị đang nghe tịnh độ quý vị rất là đẹp luôn. 100% luôn, quý vị rất là đẹp hơn lúc quý vị ra ngoài ăn cơm. Khi bị giảng tịnh độ vậy là quang minh phổ chiếu. Mắt thường mình không thấy nhưng mà thật sự quang minh phổ chiếu. Quang minh không phổ chiếu làm sao mà ngồi xuống mà giảng hoài. Thấy người ta ngồi nói chuyện, nói một chút hết lời, sao mà nói hoài. Mà lý giải có những cái chúng ta chưa từng coi qua, chưa từng học qua. Vì thấy kinh Vô Lượng Thọ như Đức đã nghĩ đọc bao lâu rồi, đúng không? Nhưng mà khi giảng tịnh độ sẽ nhớ hết. Nhớ lại từng đoạn quan trọng hết chứ. Ghép 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 vô bị nghe được. Chứ nếu bây giờ mà đọc nguyên văn thì ngủ luôn á. Đọc nguyên văn là ngủ liền á, thấy không? Không, nên cái lúc mà giảng tới Vô Lượng Thọ kinh là thù thắng lắm á. Thù thắng lắm á.
Cái lúc mà quý vị chuẩn bị giảng mà vô lượng thọ kinh hay nguyện của Phật á, là quý vị chuẩn bị hôm qua, chuẩn bị bữa nay tôi sẽ giảng cái đó, là Phật Bồ Tát biết hết trơn, là biết hết rồi đó. Là bữa nay cái pháp hội đó sẽ tán thán gì bổ nguyện Di Đà, thì cái pháp hội đó sẽ câu thông tần số của Phật Bồ Tát mười phương mạnh hơn, là tự nhiên pháp hội đó sẽ trang nghiêm thù thắng hơn nó, và tự nhiên có nhiều cảnh giới sẽ đến để nghe, để mà hộ trì. Hộ trì là gì? Hộ là hỗ trợ, trì là không cho những cái thứ khác đến phá hoại. Hộ trì nên tự nhiên nghe mà nó không bị tắt âm thanh, hay là nó không bị cái này cái kia, hoặc ai quýnh lộn chạy vô đây, tại vì những cái cảnh giới nó đến phá hoại, nên các ngài đến hộ trì là ngăn chặn hết những cái thành phần đến phá hoại. Vì thấy cái buổi giảng pháp ít bao giờ có sự phá hoại, không dám. Người ta giữ người ta lên kênh đi vòng vòng ngoài, người ta không dám vô, mà ta muốn vô người ta không dám vô, là đó gì, là gì, là sự hộ trì. Hộ trì hiểu không? Nó cái sự hộ trì đó là vô hình chung, quý vị phải cảm nhận được. Người ta bình thường thôi, người ta vài trăm người một cái chỗ nào, người ta phải chuẩn bị thuốc men, chuẩn bị cái gì y tế tùm lum tùm la, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy cái pháp hội người ta lễ Quan Âm chưa, cái pháp hội tu của người ta đông chưa? Đông quá trời đông mà người ta có chuẩn bị cái đó đâu. Là vì sao? Vì có chư Phật Bồ Tát hộ trì đó. Cái nguyện của ngài mà sau này có những người giảng tịnh độ, tán tán tịnh độ, khuyên người niệm Phật là nhất định theo cái nguyện đó mà đến hộ trì. Rồi tất cả những cái cảnh giới dạ so hay là cảnh giới quỷ thần cũng có những cảnh giới hộ trì Phật Pháp nữa. Quý vị biết rằng là thời Đức Phật còn tại thế đó, là những người mà hộ trì Phật Pháp đó là đa phần là những vị mà Bà La Môn đã từng phá hoại Phật. Mà khi Phật thu phục họ rồi đó, thu phục nhân tâm họ rồi đó, thì họ phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Mà nhớ nghe, không phải hộ trì chỉ trong cái thời Đức Phật không đâu nghe, mà cái cảnh giới phát nguyện đó của họ là họ hộ trì hoài luôn, hộ trì cho tất cả những người mà hoàn truyền Phật Pháp đúng nghĩa, là họ hộ trì những người đó luôn. Nên cái pháp hội giảng kinh thuyết pháp là bình yên, nên mình ngồi trong đây mình ngủ cũng thấy bình yên đó. À, không có giỡn đâu. Mà khi bị cảm nhận được điều này, quý vị mới thấy mình hạnh phúc nè. Khi quý vị mà giảng sanh thì cực lạc, quý vị sẽ biết cái pháp hội này sao liền. Lúc đó quý vị mới thấy cái tâm cảm ơn quý vị sẽ sanh ra cỡ nào. Tại vì sao? Có người đó đã lót cái nền cho mình để mình đi về cực lạc, nên cái tâm cảm ơn lúc đó quý vị mà hiểu mới cảm ơn được. Còn bây giờ quý vị chỉ là cảm ơn bằng một cái cách mà chưa hiểu thôi. Chưa hiểu thì bữa nay cảm ơn, ngày mai không cảm ơn. Bữa nay cảm ơn thì mừng thấy thầy, ngày mai ghét thầy là bực bội. Đó là cái tâm cảm ơn của kẻ phàm phu, là không thấu hiểu được cái chân tâm bản tính. Còn khi mình thấu hiểu được chân tâm bản tính thì tự nhiên bản thân mình sẽ sanh tâm một cảm ơn hoàn toàn triệt để như Phật vậy đó. Nên Phật không có câu nào mà Phật nói sai, mình nói sai, Phật không nói sai. Phật nói không có câu nào sai. Cái tâm cảm ơn của Phật nhìn chúng sanh là Phật, Phật nói 100% nhìn chúng sanh là Phật. Còn mình nói nhìn chúng sanh là Phật là mình nói theo Phật thôi, chứ cảnh giới đó không phải của mình. Thôi tùy hỷ thôi. Hiểu không? Nên bữa nay người ta thương, người ta khen, ngày mai người ta chê, người ta ghét, thì chuyện này bình thường, vì chúng ta chưa làm Phật mà. Nên chuyện này là bình thường. Nên mỗi người chúng ta đừng nên buồn trách những việc đó. Hãy sống những ngày tháng quan hỷ. Mà muốn quan hỷ thì phải niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là quan hỷ, vui, an lạc. Ha. Thì thấy không, tiếng mấy đồng hồ đó, nhẹ nhàng, thoải mái chưa? Trời ơi. Nhưng Đức nói nếu quý vị cảm giác được nha, không có cái chỗ mép xa nào, hay sông hơi nào, hay là khu du lịch nào mà bằng cái điểm du lịch tâm linh này. Đây là Nhật Đức ngồi chia sẻ nè, mà cái cảm giác của Nhật Đức quý vị biết nó an lạc lăng lăng cỡ nào chưa? Thì Nhật Đức tin chắc quý vị ở dưới quý vị sẽ có rất nhiều cái cảm giác an lạc luôn. Mà cái cảm giác an lạc đây là quý vị tăng thêm một chút lòng tin là con về cực lạc. Phải không? Thì tăng thêm cái lòng tin quý vị về cực lạc đó. À, cái lòng tin mà khi mình vừa tin tưởng rằng con sẽ được về cực lạc, quý vị với cái cảm giác khoái lạc đó cỡ nào chưa? Cái khoái lạc này không có cái an lạc nào ở cõi đời này mà so sánh được bằng cái khoái lạc của cái tâm sanh cực lạc hết. Chứ không phải giỡn đâu. Vui lắm. Nên cái công đức của Hòa Thượng mình xây chùa mà chúng ta được ngồi đây, cái công đức lớn lắm. Bây giờ có khi đang ngồi coi công trình đó, đang coi xây một hai công trình ở bên Bảo Tháp mình, đang đào móng mình đó,
bảo tháp á, xe rồi đó, bảo tháp xong nó ra tới ngoài sân chùa, tới cổng chùa đó. Cắt bảo tháp bệnh á, bảo tháp cái chỗ quý vị coi nhảy nhà cái cụ 100 mấy á, bữa nay cắt thêm ở dưới đó, ở dưới đó cắt thêm mấy dãy nhà, cắt nhảy sinh thêm, mấy ngày nay đổ đất bên đó làm kinh liệt bên đó. Nó kệ hòa thượng cũng tranh thủ mà những đức cũng cố gắng tranh thủ. Hai thầy trò đều tranh thủ, tranh thủ ở cõi ta bà này làm được cố gắng làm, biết đâu gió thổi ngang cái mình không biết làm sao. Gió ở cõi này nguy hiểm lắm, có những lúc cũng có gió độc, mình lúc mà tâm vừa độc khởi lên gió độc thổi đến mình. Hiểu chưa, gió độc nguy hiểm. Nên bữa nay mà lục căn vẫn còn ổn là ngon, ai biết ngày mai lục căn như thế nào. Tại vì gió ở cõi này ghê lắm, ở cực lạc không có gió độc. Từ hôm nay mỗi buổi học tập những đức thường đọc những lời nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì sao chúng ta muốn niệm Phật về cực lạc? Vì coi cái cõi này nhiều cái khổ quá. Cái nguyện đầu tiên trong 48 lời nguyện thì ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, khi ngài quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, ngài phát nguyện rằng là khi ngài tu hành mà ngài thành tựu được cái quả vị Phật, thì ngài phát nguyện rằng là cái cõi của ngài trước nhất là phước báo trang nghiêm đầy đủ. Mình ở đây vị thấy cái phước báo của mình có đầy đủ không? Thiếu quá, cái gì cũng thiếu quá. Vì thiếu quá nên nó giật, giật của, giật đồ, giật tá lã âm binh. Thiếu quá. Nên ngài thấy được lúc mà ngài ở cái cõi đời ngài tu, ngài nhìn ra cái phước báo ở cái cõi đời thiếu, nên con người mới tranh giành đấu đá, giật giành, chiến tranh. Chiến tranh là từ nơi giành giật, tham chấp địa bàn, lãnh thổ mà đấu tranh, là thiếu phước, hiểu không? Nên ngài mới phát nguyện là cái cõi của ngài phước báo phải trang nghiêm đầy đủ. Nên chúng ta muốn về cực lạc vì chúng ta muốn đến một cái quốc độ mà phước báo trang nghiêm đầy đủ, nó không có sự đấu đá tranh giành hơn thua, thì cái quốc độ vậy mới bình an. Và thêm một cái nữa, ngài phát nguyện rằng cái cõi của ngài không có tam đồ ác đạo, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái cõi mình ở đây là trong cái lục đạo luân hồi ta bà này là nó có tam đồ ác đạo, mà cái tam đồ ác đạo là nó thị hiện ra rõ ràng cho mình là cái lòng sân hận đó là địa ngục à, cái tâm tham lam cực nặng đó là ngạ quỷ à, còn cái tâm ngu si đó là súc sanh. Đó là rõ ràng là nó hiện cảnh cho mình đang sống nè, là mình đang sống đây là nó đang hiện cái cảnh tam đồ ác đạo rồi đó. Là mỗi người chúng ta ngồi đây đều có tham sân si nặng hay là nhẹ thôi, chứ ai cũng có, không ai mà dứt được chỗ này trong cái cõi này. Nghĩa là cõi này chúng ta không dứt được, vì thì chúng ta còn ở cõi này là chắc chắn thế nào chúng ta cũng đọa tam đồ ác đạo. Nên ngài Pháp Tạng ngài nguyện rằng là ngài thành tựu được cái quả vị Phật thì cõi ngài là phước báo trang nghiêm đầy đủ, kế đó là không có tam đồ ác đạo. Đã là không có tam đồ ác đạo thì làm gì có những chúng sanh đọa lạc làm loài súc sanh như ở cõi mình. Cõi mình có súc sanh mà, ở thế giới cực lạc mà kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ phô diễn những loài chim, đó là công đức của Phật thì hiện ra để nó trang nghiêm cái quốc độ. Trong cái quốc độ giống như là cái nơi ở phải có cây, có nước, có chim hót, nghĩa là trang nghiêm cái quang cảnh đó phải đẹp, phải cực kỳ đẹp và tốt đẹp dữ lắm. Nên đó là gọi là công đức của Phật A Di Đà thì hiện ra những cái cảnh giới đó để trang nghiêm cái tịnh độ, cái quốc độ của mình được tốt. Nên vì sao chúng ta muốn về cực lạc? Vì cái quốc độ ở cực lạc tốt mà mình muốn gì. Còn ở cõi này thì nó đa phần cái khổ. Vì nhớ rằng là tịnh độ thường là phô diễn như thế nào. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã chỉ mình cách phô diễn rõ ràng. Ngài nói rằng ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết, đúng không? Rồi ngài mới nói là cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bà.
Là một bên khổ, khổ thiệt là khổ, còn một bên vui, vui thiệt là vui. Để chúng ta khi thấy cái cảnh đời này khổ thì đúng lời Phật nói là cõi đời này quá khổ. Bây giờ đa phần chúng ta ngồi ở đây, quý vị biết rằng là chúng ta ai cũng nếm khổ, đúng không? Tu không tu gì thì cũng nếm khổ. Cả quý vị tu luôn quý vị cũng nếm khổ nữa. Tại vì sao? Vì nó có sự đấu đá nên khổ. Thiếu mà, thiếu. Đã là thiếu thì thấy ai hơn mình cũng không vừa bụng. Mình thiếu thông minh, người ta thông minh hơn mình cũng không chịu. Người ta thành tựu hơn mình không chịu. Không bao giờ chịu. Tại đã là thiếu nên tại sao cái người ở thế giới cực lạc họ hòa hợp? Vì cái năng lực của họ ngang nhau hết. Đức Phật A Di Đà, Ngài đúng là cao minh. Ngài biết rằng cái cõi này là nó hơn thua nhau, là vì nó có cái không đồng nên nó mới hơn thua nhau. Nên Ngài mới làm sao mà cái công đức trang nghiêm mà thành cái quốc độ cực lạc phải công bằng, từ thân tướng cho đến trí tuệ. Từ nơi đó mà cái sự công bằng đó nó làm cho cái quốc độ cực lạc nó rất bình yên, nó rất là hòa thuận. Quý vị ở đây mình thấy lúc nào mà mình sống với nhau mà cái nơi nào đó nó hòa thuận là mình thấy nó vui lắm. Mà nó còn cái chuyện bệnh già và chết đó nghe, mà mình đã cảm thấy vui an lạc thích rồi đó. Không chi là mình về cực lạc mà mình không già không bệnh không chết, năng lực thần thông trí tuệ, cái gì nó cũng viên mãn, quý vị nghĩ nó an lạc cỡ nào chưa? Nó quá an lạc. Ở thế giới cực lạc chắc chắn không có ho. Chắc chắn luôn, không bao giờ có cái vụ ho, ho hen. Tại vì sao? Vì cái không khí ở thế giới cực lạc nó quá tốt. Mà gọi là một cái quốc độ mà gọi là quang minh phổ chiếu, không có mặt trời mặt trăng và không có bóng tối luôn. Ở thế giới cực lạc không có bóng tối. Vì không có nhật nguyệt thì sao có bóng tối? Mà sống trong một cái quốc độ trang nghiêm từ quang minh phổ chiếu. Cái quốc độ này, cái ánh sáng của quốc độ rất dịu. Chúng ta không cần cái nhà, chúng ta cũng ở mát mẻ nữa. Vì cái quốc độ đó là trang nghiêm từ công đức, nên cái sự sáng của cái quốc độ đó không phải chói chang như mặt trời, mà không phải bị che trước như mặt trăng. Mặt trăng vẫn bị che trước, có những rừng lùm cây vẫn che trước được ánh sáng của mặt trăng soi rồi. Nhưng mà cái ánh sáng quang minh không có che trước. Vì sao chúng ta mạnh dạn nói câu này? Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ, khi mà cái chương kinh mà khi mà Đức Phật kêu tôn giả A Nan mà quỳ đảnh lễ về phương Tây đó, thì lúc đó sẽ thấy được thế giới cực lạc. Thì lúc đó quý vị biết rằng là cái quang minh Phật A Di Đà Ngài soi gọi là chùm hết tất cả ánh sáng luôn. Ánh sáng của những vị Phật của quốc độ khác và ánh sáng của bậc A-la-hán Bồ-Tát đều quang minh Phật A Di Đà bao trùm hết trơn. Và giống như là ví dụ như là nước vậy đó, nước mà khi mà phủ một phát là chùm hết, không có chỗ nào mà nước mà không phủ được. Thì quang minh Phật A Di Đà bao trùm hết trơn cái quốc độ. Thì vì biết rằng cái quang minh Phật A Di Đà là thù thắng cỡ nào, nên mới gọi là vô lượng quang. Một vị Phật gọi là vô lượng quang minh, vô lượng. Nên vì sao chúng ta muốn về cực lạc? Vì ở cõi này khổ, ở cực lạc vui. Rồi chúng ta mới kiên nhẫn niệm Phật để về cực lạc là vì sao? Vì chúng ta đã có cái nguyện. Mình có nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói trong kinh Vô Lượng Thọ rằng: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con. Chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi để mà về cực lạc. Ngài dạy rất rõ ràng là có nghĩa là cõi này rất khổ, mà các con chịu khó chịu khổ rất ngắn ngủi rồi các con về cực lạc. Tại vì nếu mà một con người thông minh một chút thì cái góc độ mình sẽ chọn cái chỗ lâu, chứ không có thể nào chọn cái chỗ hạn hẹp được. Quý vị coi như tuổi như Đức giờ 42 tuổi à. Nhưng Đức nhớ ngày xưa đến với thầy, năm thầy lúc đó ba mấy. Nhưng Đức đi tu 29, thầy ba mấy, là thầy 39. Nhưng Đức đi tu 29, thầy 39. Thầy trên đó lớn như Đức 10 tuổi. Thì quý vị biết rằng là thầy lúc đó thầy rất là khỏe. Nhưng mà bây giờ những Đức thấy thầy trên đó không khỏe như ngày xưa thời đó. Vì bây giờ 10 năm sau những Đức cũng yếu như thầy năm 2 tuổi. Thì vì thấy rõ ràng rồi đó, cái việc làm ở cái cõi đời này nó có thời gian rất là ngắn. Vì thấy tuy là 10 năm, nhưng mà con số 10 năm nó qua rất là mau.
Nhưng những đức đi xuống hộ pháp ở đây đó 10 năm rất là mau con số nó đi qua. Nhưng trong cái 10 năm đó nó bao nhiêu sự thử thách khảo đạo, bao nhiêu sự trắc trở trong cuộc đời mình. Vì thấy tại sao con người ta càng lớn lên thì nó càng trưởng thành. Vì cái gì làm cho mình trưởng thành biết không? Cái khổ. Cái khổ làm cho mình trưởng thành. Cái khổ làm cho mình vượt lên chính mình, trưởng thành. Từ cái khổ á, nên con người mà thường sung sướng nó không có trưởng thành. Mà sung sướng quá nó không có trưởng thành được. Nên tại sao có những người ta nói: ủa sao nhìn anh nhìn chị già dặn quá, đời tôi cực quá, khổ quá. Không? Khổ cực quá nó làm cho mình con người mình già dặn đi. Mà tại sao cái người đó khổ cực mà thành già dặn? Là vì họ chấp vào cái khổ, cái cực đó họ thành ra già dặn. Còn mình là nhờ mình tu hành quý vị, nên trong cái khổ, cái cực á, quý vị biết mình thoát ra được. Mình cởi mở, mình thoát ra được. Nên mình càng tu mình càng trẻ, là vì mình thoát ra được những cái khổ đau đó. Tại vì Phật đã dạy mình lối thoát ra cái khổ đau. Dù là mình chưa về cực lạc, nhưng mình cũng thoát ra được cái khổ đau của tranh giành hơn thua đấu đá. Nhưng quý vị nhớ rằng là nếu như ở cái cõi này mà quý vị không thể hiện giống họ một chút thì họ sẽ thấy quý vị rất là khác họ. Nên trong cái cõi này mỗi người chúng ta đều có cái sự tranh giành. Nhưng tranh giành cái gì? Chi cầu cái gì? Và cái tình chấp của nội tâm quý vị có tranh giành hơn thua giống những người không tu hay không? Đây mới là cái quan trọng mà mỗi người tu chúng ta nhận thức. Yeah. Mình mà nhận thức được thì mình cũng na ná giống họ, nhưng tâm mình không có giống họ. Nên mình có sự an lạc tự tại. Nếu như ở cái cõi này mà mình mới tu, mình mới biết tu, mà mình á, gia đình mình chưa tu, chồng con chưa tu, vợ con chưa tu, mà mình cái gì cũng xả là vợ con, chồng con mình rất khó chịu với mình. Nó mày tu với bộ mày bệnh hả? Mày bách trợn hả? Sao mà cái gì mày cũng không có hơn thua với người ta? Mày dại mày, tu với mày ngu chứ gì? Thấy không? Họ không có hiểu, họ sẽ trách cứ mình, họ sẽ rất khó chịu với mình luôn. Nên mình cũng phải na ná giống chúng sanh một chút. Nhưng mà lương tâm mình hiểu cái nguyên lý của nó là nó không có cái gì tồn tại cả. Quý vị có khôn khéo cỡ nào, quý vị muốn cầm cán người ta cỡ nào, thì cái cán này quý vị cầm cũng không tồn tại đâu. Quý vị chỉ có cái cầm cái cán ở cực lạc của Phật A Di Đà mới tồn tại thôi. Chắc chắn nó mới tồn tại. Con người những đức cũng có cái suy nghĩ với những đức tìm mọi cách để cầm cán người khác. Nhưng những đức đã hỏi với lương tâm những đức: 10 năm sau, 20 năm sau mày có khả năng cầm không? Chưa chắc. Nhưng mà mày đừng bao giờ nghĩ rằng 10 năm, 20 năm sau là cái thời gian nó còn lâu lắm. Nó qua rất là mau quý vị à. Cái hiện tại quý vị đang ngồi đây và nghĩ 10 năm sau nó sẽ lâu. Nhưng mà từ đây và tới khi quý vị đứng trong cái thời gian của 10 năm sau thì quý vị sẽ nhìn lại 10 năm bây giờ nó rất là mau. Nó qua rất là mau. 100% luôn. Nên mỗi một con người mình nên trân quý những giây phút, những thời gian mà chúng ta được ngồi như vậy nè. Nó cảm giác nó hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Vì chúng ta khuyên nhau, nói cái khổ của ta bà, nói cái vui của cực lạc. Đó là cái góc độ để cho mình chọn lựa chỗ đi về. Thí dụ như niềm vui chúng ta ở cõi đời này, quý vị biết rằng là những khi những đức giảng vui quá, và có những người người ta kêu là đừng có làm cho người ta vui quá. Vui quá làm cho mắt trang nghiêm đạo tràng. Những đức nói đang ăn ngon kêu ngưng ăn cũng khó chịu, đang cười mà kêu cười vừa vừa, không biết làm sao cười vừa vừa được luôn. Hiểu thấy không? Nên cái niềm vui ở thế giới cực lạc là họ là cái niềm vui từ cái pháp vị. Cái niềm vui của mình ở cõi đời này là cái niềm vui của hương vị. Hương vị nè, nhưng đức nói ra là cái âm vị nó thành ra hương vị cho quý vị có niềm vui của cõi đời. Nhưng cái niềm vui của cõi ta bà thật sự là pháp vị. Nên pháp vị thì cái niềm vui của họ nó bay bổng, rất là nhẹ nhàng luôn. Chắc chắn là họ không có cười vui như mình mà lăn ngã đâu. Tại vì quý vị biết gì sao? Vì cái thân của cõi cực lạc nó không phải cái thân tứ đại như mình. Cái thân mình là tứ đại hợp thành, nên có máu mủ hôi tanh. Nên khi mình cười nó thấy cái tướng mình nó phải ngã nghiêng giống người thế gian. Có người thế gian khi người ta đau khổ người ta cũng đau khổ ngã nghiêng đó. Vì coi phải có người khóc, người đau khổ ngã nghiêng không? Có mà. Vậy thì cười nó cũng phải ngã nghiêng để nó công bằng đối với khổ và vui. Hiểu chưa? Nguyên lý vậy đó.
Còn người ở cực lạc là họ cái thân họ rất là dịu, thân họ trong suốt. Như mà Hòa Thượng Không Ngài giảng, khi mà Ngài Ngài cư sĩ vậy đó, Ngài hội tập Bộ Kinh Vô Lượng Thọ đó, thì vị biết rằng là người Ngài trong suốt à, trong suốt như pha lê vậy đó. Thì vị biết cái người ở thế giới cực lạc họ thân thể trong suốt, nên không có một cái chướng che gì ngăn chặn họ được đấy. Không có cản được cái họ đi đâu, không có cản được. Đúng không? Nghĩa là thân trong suốt, còn mình đi vô tường đụng bể đầu. Mình thấy cái tướng như vậy rõ ràng, nên khi cười nó cũng cười ngã nghiêng, cười hết mình. Mà cái cười hết mình này nghe quý vị, cái cười hết mình này á, nó cũng phải có năng lượng nó mới cười được á. Chứ cái người mà nó chưa đủ năng lượng đó, nó cười cũng là lỡ khóc lỡ cười. Mà cái người lỡ khóc lỡ cười, cười ngộ lắm. Nó lỡ khóc lỡ cười. Còn mình mà cười mà nó mà giống như nó bung hết à. Nó bung hết đi. Nghe chưa? Nó phải đủ năng lượng để nó bung hết cái niềm vui mình ra, để nó phá tan cái sự khổ đau của cõi lòng. Nghĩa là cái nụ cười nó bung hết ra nên nó quên hết cái cõi đời khổ đau luôn. Nên tại sao mà khi mà ngồi mà vui cười thì thời gian nó qua rất mau. Vì thời gian của nó mình lo cười, mình lo vui, nên nó mất đi cái tâm lo âu sợ hãi. Nên cái thời gian nó qua rất là mau. Nhưng mà khi mình buồn khổ là thời gian nó rất là lâu. Buồn khổ thời gian rất là lâu. Bây giờ quý vị mà thí dụ như những đức nói với quý vị nghe, nếu những đức mà chia sẻ Phật Pháp mà như trong kinh không á nghe, cái người mà nghe không có đông, mà thêm quý vị nghe không có đơn giản đâu. Không có đơn giản quý vị nghe được đâu. Quý vị sẽ ngủ gà, ngủ gặt, quý vị sẽ đuối, quý vị mệt mỏi, không phải dễ nghe đâu chợ. Cái quốc độ cực lạc là phải biết cách giảng là gì. Nó không phải nói là giảng vô thế giới cực lạc. Nếu quý vị giảng vô cái thế giới cực lạc là giống như quý vị nói trong văn tự của người ta ấy. Nên quý vị phải lý luận từ cái cõi đời khổ đau phải đi đến thế giới cực lạc. Từ cái khổ đau thế giới ta bà sao phải đi tới cực lạc. Thì cái cảm giác đó người ta thấy rằng là ô, cái khổ của ta bà ông thầy này ông giảng giống mình quá. Nó dính mình như vậy. Như nãy có cô viết cái lá thư. Cô kể về cuộc đời của cô khổ, từ nhỏ gặp Phật Pháp, thật sự muốn đi tu. Nhưng cuối cùng thì cái lao theo dòng sống cuộc đời, cô không tu hành được. Rồi khổ đau, có chồng gặp chồng thì quýnh bài, hư hỏng, cá đổ đá banh. Cô khổ quá, cô nuôi con thì mong trông cậy vào con. Cuối cùng con của cô nó không lo học hành là ăn chơi hư hỏng. Rồi tiếp tục nuôi con kia cưới vợ xong nó lo cho vợ nó, cho con nó cũng không xong. Cô phải đi làm, cô phụ con của cô để nuôi gia đình của nó luôn, chứ đừng nói nuôi cô. Nên cô bây giờ trong lòng cô rất là buồn khổ. Rồi xong rồi cô muốn dẫn con cô vô chùa để nghe đạo, mà nó nói rằng là mỗi lần nó vô trong chùa là cảm giác như nó khó chịu, nó bực mình vậy lắm. Cô hỏi rằng vậy nghiệp chướng nó nặng nề hả thầy? Khỏi cần hỏi cũng biết, đúng không? Vô chùa nó khó chịu nặng nề chứ gì. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng mà, cái người mà người ta đi đến ngôi Tam Bảo mà người ta khó chịu bực mình là cái người nghiệp chướng sâu dày. Cái người mà nghe danh hiệu Phật mà nghe không được là nghiệp chướng sâu dày. Còn cái người mà nghe danh hiệu Phật mà nghe mà vui mà thích là biết cái phước duyên của người ta nó lớn cỡ nào mới nghe được danh hiệu Phật. Nên chùa của mình thấy mấy thầy mấy chú ông lấy năng lượng bắt xung quanh của cái đường này nè. Một ngày chỉ biết nhiêu người nó chạy xe ngang đó người ta nghe. Mà cái người mà nghe được danh hiệu Phật đó, họ có khó chịu cũng gieo chủng tử nữa. Mà họ gieo chủng tử rồi cái từ từ họ mới nghe được. Giống như thật sự quý vị biết, có những người mình ban đầu mình đến nghe Pháp mình không nghe được đâu quý vị. Nhưng mà nó nghe từ từ nó dính ngay mình, rồi nó có cởi mở tâm tư. Mà khi nó cởi mở tâm tư quý vị mới nghe Pháp được. Còn con người mà khi mà tâm trạng trong cõi lòng nó quá nặng đó, là đố mà quý vị mà nghe Phật Pháp được. Vì trong tâm trạng quý vị là cái phiền não là chướng che. Cái phiền não nó ngăn lại hết những cái thiện duyên quý vị bỏ vào. Nó dụ như trong tâm mình nó quá nặng nề, quý vị đâu có bỏ Phật Pháp vô được đâu. Niệm Phật quý vị niệm mới nói sao niệm không vô. Mà mình thì mình nói, ủa sao mà niệm không vô, chờ thì niệm đại đi, không có dễ đâu. Cái người mà khi phiền não họ quá nặng, họ sẽ niệm câu Phật hiệu không có được. Giống như nó đẩy câu Phật hiệu ra ngoài, niệm là nó đẩy ra không à.
nó đẩy ra, nên ta nói khó chịu quá. Mình nói thì cứ niệm đi, không phải dễ như vị nghĩ đâu. Cái người mình đã niệm quen rồi mà mình thích câu vật hiệu, dù vọng tưởng nhiều nhiều chứ mình niệm an lạc lắm. Tại vì sao? Mình đã đỡ tối đa rồi, nó thông tâm rồi, nên niệm câu vật hiệu nó mới vô. Còn cái người mà nó nằm chặn ngang cuốn họng với vị cái nghiệp duyên luôn á, vì niệm nó không vô, nó đẩy ra không đó. Giống như có thằng giặc nằm bên trong vậy, vừa để câu vật hiệu thì nó đá ra. Tuy là nó cũng nghe được câu vật hiệu, nó gieo thiện duyên, nhưng mà nó không vào nội tâm được, nên nó không có niệm được câu vật hiệu. Nhưng mà bị như vậy thì phải kiên nhẫn, phải lâu dài, từ từ rồi câu vật hiệu mới niệm thoải mái được. Chính bản thân của những đức mà ngày xưa mới niệm Phật cũng vậy, cũng chấp vào cái chỗ là mình phải niệm làm sao để mà miệng niệm tai nghe đồ, niệm nghiêm túc đồ này kia, cũng muốn lắm, nhưng mà lạ thay càng làm vậy thì càng nặng nề. Rồi sau này từ từ mình cứ niệm từ từ, bây giờ niệm nó trôi chảy dữ lắm, niệm nó rất là trôi chảy, dù là vọng tưởng hay nhiều ít gì mặc kệ, trôi chảy lắm. Thì mình biết rồi, nó đều có thời gian để gây dựng thiện duyên thiện căn thì mới niệm được câu Phật nhiều. Rõ ràng là vậy đó, chứ không có phải mà cái chuyện mà mình nói tự nhiên mình tu cái vài bữa vài năm gì nó được liền, không phải đâu. Nên con người chúng ta buồn á, là do vì cái nội tâm của mình nó đặt vào chỗ đó, nhưng quý vị xóa tan nó liền có được đâu, nó đều phải có thời gian để xóa tan. Dù phiền não hay khó chịu hay bực mình ai cái gì mình biết nó là xấu, nó không đúng, nhưng mà mình phải như vậy đó, mình như vậy cho te tua rồi lúc đó mình mới thấy ra, là rồi lúc đó mình mới buông xuống. Nó nhìn thấu, bây giờ nhìn chưa thấu sao buông. Thí dụ như bây giờ mình thèm món đồ đó, mình thèm muốn ăn chết luôn, kêu mình buông đi, nhìn thấu buông xuống đi, nó chưa thấu, thèm quá trời thèm sao mà thấu. Không, bây giờ tôi thấu là tôi thấu cái món đồ đó đem lại cho tôi ăn, chứ chưa cho tôi ăn tôi không có thấu, đúng không? Nó rõ ràng. Nó thí dụ như mà có những người mình đi vô chùa mình tu đi, mình vô mình tu rồi mà tại sao có những người mình muốn chạy ra ngoài mình cứ vợ kêu thôi nhìn thấu cõi đời là khổ đau đi con, đấy con biết nó là khổ nhưng mà con vẫn thích muốn cái khổ này, thì thấy chưa? Rồi cái thiện duyên mà nó gieo đó rồi, người ta đi một vòng ở kia người ta lại quay lại, nó đâu có đơn giản đó quý vị. Nói cái chuyện mà mình nói văn tự thì dễ rồi, nhưng mà cái làm nó cả một vấn đề nữa đó quý vị, làm là một vấn đề khó chứ không có dễ đâu. Nên mình nói Phật pháp gì người ta thấy ổn, thầy này ông giảng dễ hiểu, ta dễ nghe, ổng có đặt vấn đề gì làm cho người ta khó nên người ta mới nghe. Cậu bị đặt vấn đề làm cho ta khó, người ta không nghe, vì người ta thấy rằng làm cũng không có kết quả gì, làm có được đâu làm. Nên nhiều người tại sao người ta nói Phật pháp mà người ta không có nghe? Vì sao? Vì người ta nói làm có được mà chính họ làm cũng không được nữa. Họ làm không được nên họ nói người ta làm không được. Còn nếu như họ làm được thì họ sẽ nói cái người ta làm được, chắc chắn luôn. Nên quý vị nhớ là người nói Phật pháp mà quý vị làm được là do gì họ làm được. Còn người nói Phật pháp mà quý vị làm không được là do gì họ làm không có được. Họ làm không có được mà họ chỉ có đem văn tự để nói, chứ họ không có thực hành, nên quý vị không có làm được. Quý vị phân tách chỗ này quý vị sẽ hiểu vì sao có những người giảng pháp rất hay nhưng quý vị nghe quý vị làm không được. Là vì sao? Văn tự đó không phải của họ làm được, chắc chắn luôn. Nên mỗi người mình ở cái cõi này nó nhiều cái khổ lắm. Khổ là bình thường, vì Phật đã nói là khổ không nói hết. Vì có kể hoài nó cũng không giải quyết được. Bây giờ kể hoài nó cũng có cái khổ nữa. Ở trong chùa cũng khổ, mà ngoài đời cũng khổ, ở đâu cũng khổ, ở chỗ nào cũng khổ, ở cái đường hẻm cũng khổ. Trời vì biết đấy. Bây giờ những đức nói cho vị nghe nè, có những khi vị ngứa mà dối không tới, vị tức không? À, có khi mình ngồi gì nó quý vị đang lễ Phật, nó ngứa nó cái chỗ quý vị không gãi được. Sau lưng quý vị dối không tới mà nó ngứa cái chỗ dối không tới đó đó. Cái chuyện đó là vô cùng đơn giản thôi mà nó đã làm quý vị trở ngại lúc niệm Phật. Nên từ nơi đó quý vị thấy không? Nó là cái chuyện rất đơn giản mà nó cũng là sanh cái khổ cho mình. Nên mà nói là cái khổ cõi này nó đa dạng khổ, nó khổ quá trời khổ luôn. Cũng vì nó khổ quá khổ nên mình muốn lăn lóc về cực lạc. Nó khổ quá, khổ khờ mà, nên mới lăn lóc về cực lạc. Lăn lóc nên chậm, nên mình phải chứ mình chạy thì nhanh rồi, nhưng mà nó khổ khờ nên nghe giảng cực lạc vui nên lăn lóc về cực lạc đó. Nên mỗi một con người mình phải được sự bổ túc hoài. Với câu Phật hiệu này là phải được sự bổ túc cả đời. Hôm qua chúng ta vừa chia sẻ câu ai Phật niệm đến cùng tới tập 300 là chia sẻ được 5 lần quý vị. Lần này, bữa nay là tập 1 lại.
là chia sẻ lần thứ 6. Làm này cũng kiên trì lắm á nghe, kiên trì lắm á. Nè, rồi bài quyết chí thì bữa nay 200 mấy, 200 mấy chục tập là giảng hết lần này là được lần thứ 4, là bước qua lần thứ 5 của quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Cứ vậy hoài, nâng đức hoài. Mà những đức thấy những đức rất là vui, rất là an lạc luôn. Vì mình gây dựng cho người ta để mình gây dựng được cho mình. Nên cái quốc độ cực lạc chúng ta phải cần được gây dựng. Gây dựng để nuôi một cái tâm trạng để muốn về cái quốc độ cực lạc. Nó thí dụ như giờ mà những đức cái chia sẻ mà chầm về cực lạc hoài. Chứ vị nghe vài lần nhiều người mất tiêu. Chúng sanh họ phái cái gọi ta bà. Thì họ muốn sanh cực lạc mà họ phái nghe cái chuyện ta bà. Nó nhiều chuyện, nhiều điều mà. Nên nói ta bà này kia là họ phải nghe. Còn vì nói cực lạc không, họ đâu có nhớ tới đâu mà họ nghe hoài được. Nghe hiểu không? Nên cái nguyên lý mà của người chia sẻ pháp môn tịnh độ này là quý vị phải thông tình đạt lý. Phải hiểu. Nhưng mà người ta không có cái cảm giác này thì người ta nhìn cái bị cười ngã nghiêng thôi là người ta đã không vừa bụng rồi. Không vừa bụng quý vị. Ngộ ghê. Cười, tại vì họ không có cười. Lạ kỳ vậy đó. Nó tè tè tè. Không có cười. Không cười mà gặp người ta cười cũng bực bội. Lạ vậy đó à. Còn mình phải cười nghe. Tại vì mình thấy cười nó thích. Cười nó mát mẻ quý vị. Công nhận không? Cười nó mát mẻ mà. Đúng không? À, nên từ nơi đó cười vẫn là thích. Dù mình có rụng răng cười cũng thích. Nói thiệt á, mình có miệng méo hay sao cười cũng thích. Con bé bên kia nó nhỏ xíu tuổi à. Tự nhiên cái ngủ đêm sáng cái mặt nó tự nhiên cười méo mình. Nhỏ xíu tuổi, mười mấy tuổi à. Nghiệp duyên đến lúc vậy đó. Mà bà thì cũng bệnh đau khổ. Hồi xưa bà làm nghề sát sanh nhiều. Bệnh đau mà mắt cũng khó khăn, mới mắt bây hợp. Con cháu nó tự nhiên cái miệng giật bên, méo bên. Nó bé nó miệng méo bên, nó không chịu cười. Như Đức nói, con mà không cười là nó méo luôn á. Con mà không cười là cái những cái tần số cười nó bị mất đi, nó đứng luôn, nó dính luôn vậy. Nên con phải cười. Nó dạ con cười, méo sợ mà thầy ơi. Nói thì con cứ cười bình thường đi, con cười thử, cười theo Như Đức nè. Cái đầu nó làm nó méo một bên luôn chẳng. Con cứ cười đi, cười gì mà nó thông được cái tần số bị méo đó. Nó thông nó hết đó. Như cái bà mà bị méo đó. Nhìn đứa chị nó, con cái so bên chỗ méo nè. Ai với đào Phật, con cứ làm hoài đi. Viết rồi tự nhiên cái miệng của con sẽ bẻ qua lại được à. Nó làm cho vòng từng cái miệng nó đưa tới đưa lui được. Cái tần số nó chuyển biến lại quý vị. Đúng không? Ví dụ quý vị bị tai biến, bị bệnh gì quý vị nghĩ rằng quý vị xin lỗi người ta đi. Giống như cái nghiệp mình nó nặng quá, xin lỗi 5-10 lần, 20 lần, 100 lần chưa có tha thứ được. Bây giờ nói gì dễ hiểu nhất nè. Ví dụ như chú này ông dặn Nhân Đức mà ông dặn nhẹ lắm. Nhân Đức chỉ cần lời nói xin lỗi chú nghe. Hôm qua Nhân Đức lỡ nói lời xúc phạm cho chú, làm chú buồn. Nay Nhân Đức thành tâm xin lỗi chú. Ông nói dạ được rồi thầy, không có sao đâu thầy. Nó là chứng minh vừa nói thật lòng á thầy tí chứng minh đúng không, là cái lỗi lầm này người ta dặn mình nó ít quá. Còn có những người là nó dặn thâm kim, là nó dặn mấy đời mấy kiếp, trăm đời trăm kiếp nó dặn. Nó dặn hẳn á. Nó hẳn không phải đời này không, mà nó trăm đời trăm kiếp nó hẳn. Bây giờ mình xin lỗi người ta vài ba câu, 10 câu, 100 câu chưa ăn thua đâu. Mà phải thật lòng từ tâm mình cả đời sám hối xin lỗi người ta. Nghe không? Đó. Tại sao mà tự nhiên cái mình bị ung thư, tại sao tự nhiên mình bị tai biến, tại sao tự mình bị giật môi, tại sao mình bị liệt, là trong cái nghiệp duyên đó, nó nằm bên trong đó đó, nó câu thúc được. Giống như vô hình chung mình không thấy, nhưng mà ta làm cho găng tay của mình, găng chân mình nó bị co vấp lại hết.
ta gịch co vấp lại luôn. Tự chứ tự nhiên sao mà con người tự co vấp lại, là co vấp lại là nghiệp duyên nó nằm ở trong đó. Rồi tự nhiên mình bị ung thư bao tử là cái vi khuẩn đó là nghiệp duyên, nó nằm ở trong bao tử đó để làm cho ung thư bao tử. Nghĩa là ung thư gì, bệnh gì, bệnh gì, là nó nằm, cái khuẩn là nghiệp duyên nằm ở trong đó. Nên bộ phận cơ thể chúng ta, ngài Chu Ân Sĩ nói là từ đầu cho tới chân nó đều có nghiệp duyên, mỗi vị trí có nghiệp duyên hết. Mỗi lỗ chân lông đều có nghiệp duyên nằm sẵn trực chờ trong đó. Đến lúc nào sẽ quấy rối, lúc nào sẽ quậy, thì lúc đó tự nhiên nó hiện hữu ra. Nên ung thư, bệnh này, bệnh kia đều là từ cái nghiệp chướng mà mình đã từng tạo ra, nên nó mới thành hình ra như vậy. Nên tại sao mà mình niệm Phật mình bị ung thư, bệnh này, bệnh kia, mình gặp, mình niệm Phật mình cứ Ai Di Đà Phật. Giống như mình dùng câu Phật hiệu là cái thánh thiện nhất, một cái từ bi nhất, một cái quan hỷ nhất để mà vuốt ve, xin lỗi người ta, là rồi xong mới đem công đức hồi hướng cho người ta. Mà cả đời thành tâm thành ý như vậy, và vui trả, là một mặt là vui trả, còn một mặt là mình quan hỷ trả. Một bên là quan hỷ trả, một bên là mình nhiệt tình tu hồi hướng cho người ta. Đó. Nghĩa là nó đau đớn cỡ nào mình cũng vui vẻ mình trả, nhiệt tình mình trả, và mình còn phải tu thêm nữa. Chứ không phải là mình xin lỗi xong rồi mình mong người ta buông liền cho mình. Tại sao lâu mà không trả, không tha thứ cho tôi, bực bội tức lại người ta, thua rồi. Nên mình phải nhiệt tình, mình phải vui vẻ, mình thật là thà là vì mình nghĩ mình tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, não hại người ta làm ta dữ quá, nên bây giờ mình phải bị như vậy. Nên bây giờ mình đã tạo nghiệp, mình đã từng não hại, mình chặt đầu mổ bụng người ta, nên bây giờ người ta phải làm mình đau khổ như vậy. Nên từ nơi đó mà phải nhiệt tình vui trả, mà phải tu tạo phước duyên, phải hồi hướng cho người ta để nhiệt tình mà trả. Nhớ là từ nơi cái đạo tràng lớn này nè, đông người gì mà kết hợp lại. Nên mới nói là đức chúng như biển cả mênh mông, nên đông người cùng tu cộng lại thành cái đại lực. Mà cái đại lực này nó quá giải cái đại nghiệp, cái đại lực nó mới quá giải đại nghiệp. Một mình nó khó lắm. Thí dụ như một mình mà đối phó cùng với 100 người thì sao làm được. Nhưng mà mình dùng 1.000 người để mà cùng giải tỏa được 100 người thì dễ hơn. Mà dùng 10.000 người để giải tỏa 100 người thì cực kỳ dễ hơn nữa. Giống như bây giờ người ta có 100 cái bóng tối mà mình chỉ có một cái ánh sáng. Vậy thì một cái ánh sáng này không thể nào mà phá tan được 100 cái bóng tối kia. Thì 100 cái bóng tối là ví dụ là cái nghiệp duyên mình đã tạo 100 cái bóng tối. Mà cái giờ mình chỉ lé sáng lên một ngọn đèn thôi, một ngọn đèn Phật Pháp thôi, thì nó khó thế nào phá tan được 100 bóng tối kia. Thì bây giờ chúng ta phải cần dùng là nương tựa 1.000 ngọn đèn, 10.000 ngọn đèn. Thì nhờ nương vào cái đại chúng 10.000 ngọn đèn đông người, thì tức khắc cái bóng tối vô minh kia tự tan biến. Dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu luôn đó. Sợ không chịu hiểu thôi à, chứ ngoài ra chia sẻ quá dễ hiểu luôn, giải thích cực kỳ dễ hiểu cho mình nghe luôn, mà mình không chịu làm thì thôi. Nên những đức nói tại sao có những người quý vị đi đến dự lễ của chùa mình xong quý vị gì bị nhẹ nhàng lắm. Tại vì cái lực của chúng làm cho quý vị nó âm hưởng cái phước báo mà tiêu trừ đi nghiệp trước, âm hưởng phước báo mà để tiêu trừ nghiệp trước. Quý vị coi bây giờ chúng ta sắp sửa tổ chức ngày Phật đản sanh. Ôi, chùa mình tổ chức ngày Phật đản sanh, quý vị về vì tu an lạc lắm á. Giỡn đâu. Hãy coi nè, như cái ngày 18 tháng 4 là ngày Phật đản ngày chính nha, mà ngày thứ 6 chúng ta tổ chức ngay chùa mới đây luôn, là nguyên một ngày. Nó nguyên một ngày, nhưng mà bữa đó thì quý vị cứ đến như cái những cái giờ mà như gì đi, hoặc ai đến sớm hơn cũng được, nhưng mà khoảng giờ này nhà Đức mới chia sẻ Phật Pháp. Còn buổi sáng sớm thì học, sáng sớm tu bình thường đó. Rồi xong nguyên một ngày luôn, nguyên một ngày xong thì mình sắp xếp sao đó. Nếu như gần mình chạy về, mình chạy đến buổi sáng sớm. Nhưng nếu ở được thì bắt đầu từ bữa thứ 6 này mình đến. Đến rồi xong là mình một ngày tu, một ngày tu xong mình qua Đại Tùng Lâm một ngày, là bắt đầu là từ Đại Tùng Lâm là sáng sớm luôn rồi đó. Rồi bắt đầu là sáng sớm luôn là nguyên ngày, nguyên ngày tối xong mình về hộ pháp. Hộ pháp là bắt đầu sáng sớm luôn, nguyên ngày là 3 ngày từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật là bữa cuối cùng. Chủ nhật là bữa cuối cùng. Thấy không? À, nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta được có cơ hội đến tu. Nhất là những người, nhiều người chúng ta mang nghiệp phá thai hay bệnh này bệnh kia rồi. Chúng ta cơ hội chúng ta đến để mình dự khóa tu, mình rủ người ta. Hoặc là những buổi này mình chia sẻ cho nhiều người ta nghe, nói đúng rồi, ông thầy cũng nói đúng.
Thí dụ như mình tạo 100 bóng tối, bây giờ mình lé lên một ngọn đèn, mình khó khóa được 100 bóng tối kia. Thôi bây giờ mình đi đến đây để mình cùng kết hợp số lượng người đông này. Thí dụ như mình ngồi nghe pháp ở nhà mình nghe cũng không đạt bằng ngồi nghe đông gì nữa. 100% luôn đó. Quý vị ăn một mình làm sao ngon bằng ăn đông người. Đông người nó ăn ngon hơn bộ. Hiểu không? À, rõ ràng. Thí dụ như bây giờ quý vị đẹp mà có một người nhìn nè, nó không có bằng là 100 người nhìn quý vị đâu. 100 quý vị nhìn, 100 người mà nhìn quý vị đẹp á, quý vị sẽ cảm thấy mình tự hào lắm. Mình cảm thấy mình chảnh lắm. Hiểu chưa? Tại vì mình đẹp mà chỉ có người nhìn thì mình không có thể nào nói được là tôi đẹp lắm, tôi không có dám tự hào. Vì bạn có một người nhìn, bạn tôi thấy bạn đẹp mà chỉ có một người nhìn nè. Còn á, người kia người ta đẹp, tôi có tới 100 người nhìn thì tự hào hơn. Tự hào hơn là có chỉ có người nhìn. Thì bây giờ mình giảng pháp có hay cỡ nào hay, nhưng mà chỉ nghe được 100 người. Nhưng người ta giảng không hay mà người ta nghe được 2.000 người, vậy thì 2.000 người vẫn tự hào hơn là 100 người chứ. Thì công nhận không? Cái này là xác thực 100% luôn, quý vị phải chấp nhận thôi à. Phải chấp nhận, quý vị không có thể nào chê người ta được. Quý vị càng chê người ta thì quý vị càng lúng. Tại vì bị chê người ta, quý vị không xem lại mình là mình lúng rồi. Họ sao nó làm cách gì mà tại sao người ta đông? Bây giờ mình cứ làm cách như nó đi, thử người ta đông không? Có nghĩa là mình làm người ta vẫn không đến đâu, mà người ta làm thì lại đến đông. Nên mới nói là duyên là cái quan trọng. Nên đừng bao giờ chỉ nghĩ là văn tự người ta nói thô thiển hoặc là không hay, mà tại sao mấy người này nó kỳ cục, sao nó chạy tới nó nghe cái gì không biết. Đừng có tức diện chi, đừng có tức diện chi làm gì. Quý vị cứ nghĩ nè, chúng sanh cái quan trọng là quý vị có hiểu nó hay không. Cái quan trọng là quý vị hiểu họ hay không á. Vì hiểu họ đang muốn cái gì, cái này mới là cái quan trọng nè. Đức Phật á, Ngài đặc biệt là do gì? Ngài biết chúng sanh nó đang muốn cái gì, nên Ngài cho cái là dính. Hiểu không? Cái quan trọng là quý vị, dù là quý vị là một kỹ sư giỏi, nhưng quý vị không thể nào quý vị ngồi chỗ đó mà quý vị sáng tác ra một cái dụng cụ gì để cho nó mà được đâu. Mà quý vị phải đi tham khảo là họ đang nhu cầu cần cái gì. Họ đang nhu cầu cần cái gì. Thí dụ như ngày xưa người ta chưa có máy cài, thì người kỹ sư này phải đi tham khảo coi. Đi coi là thấy châu cài cực quá, rồi người kéo cực quá, nên kỹ sư mới nghĩ ra là chiếc máy cài. Khi tham khảo rồi mới kỹ sư mới làm cái chiếc máy cài, thì lúc đó đưa ra cho nhà nông mới tiếp nhận chiếc máy cài. Hiểu chưa? Đó. Vậy thì khi quý vị chia sẻ Phật pháp cũng như là một vị kỹ sư vậy đó. Quý vị phải đi tham khảo, phải đi tìm hiểu là người ta Phật tử đang cần cái gì, và họ đang cần cái gì, nhà họ đang bị cái gì rắc rối, và cuộc đời họ đang bị cái gì khổ đau chướng che mà không đi đến chùa được. Họ phải khổ vì sao? Họ không làm được Phật pháp là lý do tại sao? Quý vị xem lại họ, quý vị coi họ, rồi quý vị mới đưa cái sản phẩm của quý vị ra. Cái sản phẩm Phật pháp quý vị đưa ra mà họ tiếp nhận, họ chịu ngồi nghe một tiếng, hai tiếng đồng hồ là gì? Nó đã trúng ngay họ, họ mới nghe. Hiểu chưa? Trúng ngay họ mới nghe. Mà khi trúng ngay họ nhiều chừng nào thì nghiệp họ giảm chừng này. Quý vị nhớ nè, tuy là cái câu nói giống như nó không phải trong văn tự của Phật vậy đấy, nhưng mà cây súng này nó lại bắn ngay cái điểm cái người kia nó đang bị dính. Hiểu không? Quý vị biết tại sao quý vị ngồi nghe những đức mà lễ lọc mà ngồi nghe đông đúc chen chúc mà nghe không? Là những đức bắn súng trúng mỗi điểm của quý vị hết. Bắn trúng rõ ràng 100%. Tuy nhiều người ta nói ông thầy này ông giảng thì sao mà thô quá, nhưng mà lại trúng ngay người ta. Còn quý vị giảng rất là dịu, không ai nói được quý vị, nhưng mà thật sự người ta không nghe. Mà có nghe cũng không làm được luôn, vì người ta không có cái dịu đó. Người ta chưa có dịu được thì sao mà nghe được cái dịu. Người ta đang thô, nên mình phải bắn ngay cái thô. Thô mạnh thì phải bắn được cái thô kia. Mình thô còn mạnh hơn họ nữa thì mình mới bắn ngay được cái thô của họ đang ẩn nhẹm trong tâm. Này là cái quan trọng này quý vị. Nó nên đừng bao giờ cho mình giỏi là mình chỉ có ngồi chỗ để mà mình sáng tác cái sản phẩm nghe. Chưa chắc đâu, vì chưa chắc hay đâu.
Nó thí dụ như người ta, tại sao mà mùa hè người ta bận đồ gì, mùa xuân người ta bận đồ gì? Có nghĩa là mỗi mùa người ta có cái loại đồ người ta bận. Vì sao? Vì người ta phải đi coi, người ta phải đi xem cái hoàn cảnh của thời tiết để người ta ra bộ đồ. Thì như vậy mới là một cái người mà người ta mà có thể mà thiết kế cái đồ mà người ta được được nổi bật. Đó. Nên ví dụ như ở đám cưới người ta bài hát gì, đám ma người ta bài hát gì, thì nhạc sĩ mới nhìn ra được là mỗi một vị trí đó là cần sáng tác bài hát gì. Rồi ca sĩ này phải hát bài hát này, tại vì cái giọng này phù hợp bài hát này, còn cái giọng này phù hợp bài hát này. Như cái thằng mà hát nhạc mà giống như nhạc rap, bởi vì kêu nó hát nhạc trữ tình, sao nghe? Nên cái thằng có cái giọng của trữ tình thì nó mới hát bài nhạc trữ tình. Cái giọng nó phải buồn như Tấn Vũ đồ này kia, đồ Trường Vũ đồ đó, không hát nhạc trữ tình. Nó không thấy cảm giác như nghe nó mùi mặn. Hoặc hát những cái bài hát mà lâm ly bi đát, chia tay, rồi là buồn vì tình, nó hát vô là nghe thấm, nghe tự nhiên mình muốn khóc. Nó còn mấy cái thằng chơi nhạc rap này kia đồ, sao mà kêu nó hát hát nhạc buồn được. Nên từ nơi đó mà mình phải hiểu được cái giọng ca và cho người ta hát đúng bài hát. Nên cái người giảng pháp cũng vậy, mình phải xem lại cái xã hội, cái cuộc đời người ta như thế nào. Ví dụ như mình dù là một ông thầy đi tu, quý vị ngồi chỗ cho người ta cúng, quý vị dùng, quý vị không biết được là cái chúng sanh người ta đang khổ cỡ nào để người ta đem ta cúng cho mình. Từ nơi đó cái khổ của người ta là bận bịu không có thời gian, người ta bu đầu bu cổ người ta làm luôn. Còn mình thì được thời gian nghiên cứu, được thời gian đọc sách, được thời gian, quá nhiều thời gian. Thì chúng ta nên xem lại con người ta bên ngoài, người ta đang cực như sao, để mình chọn ra cái pháp tu như thế nào để cho người ta tu mà nó phù hợp được cái thời gian của người ta. Cả vấn đề không? À. Nên chúng ta đừng bao giờ dội vàng kết luận. Đừng có dội vàng, ông này là do ổng giảng mà, ổng đùa giỡn cho ta cười. Quý vị lên thử làm đi, quý vị làm sẽ không ai cười đâu. Vì cái người mà làm cho người ta cười là người ta có niềm vui rất là cao độ nằm trong tâm. Cái năng lượng người ta nó còn cao hơn cả đại chúng 10.000 người nữa. Nên nó mới làm cho 10.000 người cười hả hê. Quý vị nói chuyện giỡn chơi hả? Thấp hơn là không làm được, thấp hơn là không bao giờ làm được, cho quý vị biết đó. Nên cái việc mà quý vị muốn nói dầm xuống cho người ta khóc cũng không dễ. Mà quý vị muốn nói người ta bật cười cũng không dễ đâu. Nó phải có một cái sức thuyết phục và một cái sự diễn đạt làm sao mà đi vào lòng người mỗi một hoàn cảnh. Thí dụ như bây giờ những đứa mình chỉ cần kể chuyện với vị nghe, quý vị cũng cảm thấy bị trầm xuống. Những đứa cũng hạ văn tự. Còn khi mà càng nói vui thì phải tăng văn tự lên, tăng cái âm vọng lên, làm cho người ta vui. Tần số nó phải phóng lên cao lên thì người ta mới vui được. Không lẽ lúc nào vì cũng giảng cho tần số chậm, tần số chậm nó ngang, không, nó làm cho người ta chậm chút á. Nó chậm quá nó đâu có nghe được đâu quý vị. Mà giảng là gần 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì phải đi làm sao mà nó đi càng đi lên cao lên, để chi cái lượng đó nó mới ngồi được. Quý vị coi cái ngày lễ chùa mình, cái lượng ngồi người ngồi chánh điện không có lễ Phật được. Nếu như không có buổi giảng, những đức quý vị đi đến chùa mình mà giữ 3-4 ngày lễ, quý vị không có lợi ích gì chứ. Bây giờ bắt quý vị ngồi đi chung hoài hả? Đâu có được đâu. Nên cái buổi giảng những đức là những đức chỉ dẫn quý vị phương pháp. Người ta được đi đến chùa, người ta được nghe pháp để chỉ dẫn người ta phương pháp. Có những người mình siêng tu biết tu mình sẽ áp dụng ở gia đình được. Nhưng có những người người ta mới đến chùa, người ta thích được nghe nói chuyện. Mà nhất là nói chuyện vui là người ta thích nghe lắm. Khi người ta thích nghe, người ta mới ấn tượng với ông thầy. Và khi ấn tượng với ông thầy, lần sau rủ người ta đi, người ta đi. Nó dẫn dắt người ta từ từ. Dẫn dắt người ta từ từ quý vị. Thôi mỗi người chúng ta quý vị ơi, sống trong cuộc đời này, mình mong đem Phật pháp giúp người ta, thì mỗi một phương tiện giúp người ta đều tốt hết. Thí dụ như có những người ta tổ chức khóa tu không à, thì cũng nhờ những khóa tu đó mà nó đi đến chuyên tu. Rất là nhiều người, người ta cũng bắt nguồn từ những ngôi chùa tổ chức khóa tu lớn, mà người ta từ từ rồi người ta đi đến chuyên tu. Nếu mà nó không có cái nhăn thấp đó bước lên từ từ sao đi đến chuyên tu. Chuyên tu là đỉnh cao quý vị, chuyên tu là đỉnh cao rồi đó.
Nó phải bắt nguồn từ những khóa tu, hoặc từ những phương tiện bố thí cúng dường, hoặc đi đến chùa lễ Phật thắp nhang. Nó đều là đi từ công đoạn đó. Rồi lâu ngày mình mới nhìn ra rằng ô, mình đi nhiều chục năm mà nó không có kết quả. Rồi từ từ người ta mới đi vào chuyện chuyên tu và hướng đến giải thoát. Phải không? Thấy rằng nó đều tốt hết chứ. Thôi chúng ta là mỗi người tu hành, cảm thấy giúp được chúng sanh ngồi trong ngôi tam bảo cũng mừng lắm rồi. Cái điều này cũng rất là mừng. À, rồi một ngôi chùa gì mà người ta về, người ta ngồi tu gì cũng mừng, cũng ấm áp. Ấm áp. À, nên người ta cũng cúng dường, người ta về người ta được ngồi trong ngôi tam bảo. Mà cũng có một phần miếng gạch nào người ta đã từng cúng. Người ta cũng cảm thấy nó ấm áp lắm. Còn gì mà thấy ngôi chùa mà không ai ngồi chứ thấy cũng vắng. Cái việc người ta cúng dường thấy nó cũng buồn tẻ lắm. Đó là cái việc mà mình nói rằng là Phật Pháp nó đa dạng phương tiện. Đó, nhưng mà cái chủ trương của Phật Pháp vẫn là hướng chúng ta đi đến cái tâm giải thoát. Mà cái tâm giải thoát là hiểu, quý vị. Nhưng Đức từng nói rằng giải là hiểu cõi đời ta bà, thoát là không buồn giận người để trong tâm. Đã hiểu cõi đời ta bà là hơn thua đấu đá, tranh giành, giật giành, đủ chuyện để làm mình phiền não. Đã là hiểu cái nguyên lý của vô thường, có ai tồn tại mãi để tranh giành đâu. Hiểu vô thường nên mà không buồn trách. Hiểu vô thường để không buồn trách, hiểu không? Là giải thoát đó nghe. Cái chữ giải thoát là hiểu vô thường nên không buồn trách. Nên hồi sáng nghe Đức chia sẻ Phật Pháp có nói một câu: tất cả quý vị Phật tử, các cụ già muốn về chùa mình tu, quý vị về chùa mình cứ về đây tu. Cứ về chùa đi, tu đi. Quý vị hãy vô trong cái phòng 6 người ở tu đi. Nhưng Đức khuyên quý vị, ở ngoài đời nhà mình, mình đã có điều kiện cuộc sống mà. Mình đã cảm thấy rằng nó có cái nhà, có cái phòng, mình cũng không thấy vui, mình vô chùa. Đừng có đòi hỏi cái phương tiện ở trong chùa của cá nhân mình nữa. Hãy đi vào cái chuyện tùy duyên đi. Nếu như chùa mình hoàn toàn, quý vị đi đến đây, dù quý vị có tiền đi cúng, gà thượng ơi, con có tiền chút đỉnh con cúng và thượng xây chùa. Còn con thì quý thầy sắp con ở đâu con ở đó. Nếu như quý vị mà như vậy thì cái sự tu giải thoát quý vị nó rất là cao. Nó rất là cao luôn, vậy đó, nó thiệt luôn á. À, chứ đừng có bỏ ngoài đời mà đi vô đây kiếm thêm một cái chỗ đem ngoài đời vô đây. Đừng có để trong đây chứ. Cái đó thì vì sẽ trở ngại cái cuối đời. Có những người nói câu này, à, con có cái phòng con cũng tính đó thầy. Con có cái phòng con tính là mai mốt á, con cái con nó có dịp cháu chắc nó có dịp nó ghé ngang nó ở tiện hơn. Nhưng quý vị có tiện không? Có chừng nó gịch luôn quý vị đi ra ngoài đó. Rất là nhiều người bị cái chuyện này luôn. Tại vì á, nó vô phòng mà nó gần gũi quý vị, nó nói này nói kia là nó không làm được điều đó. Nên tách bớt con nghiệp quan gia này ra quý vị. Còn nó có một cái phòng riêng, nó có quyền vô đó nằm nghiêng nằm ngã ở trong đó. Nên nó làm cho quý vị chướng che, tức tối, bực bội, khó chịu. Nên nó làm cho quý vị phải tâm tu thối tâm, bớt giảm lại. Và từ từ có nghiệp quan gia này, nó gần gũi, nó nói này nói kia, rồi nó kéo quý vị đi luôn. Quý vị chỉ nhìn cái lợi ích trước mắt, mà cái lợi ích này quý vị đã thấy rõ ra ngoài đời chưa? Chính mình ở trong nhà với nó mà mình luôn luôn phiền não, bây giờ mình vô đây mình còn muốn đem nó vô đây nữa hả? Ôi ôi dạy ghê, thấy chưa? Vâng, phân tích cho mà hiểu. Đừng có đem nó vô đây. Chừng nào nó khổ te tua tả tơ tàn tạ, nó tự đến đây nó cầu cạnh. Còn nó chưa có khổ đó, quý vị biết nó vô là nó làm phiền quý vị đó. Nó cho quý vị biết mình á, trước nhất á, mình xa được con quan gia đó để mình gầy dựng đi. Mình gầy dựng mình trở thành một cao thủ võ lâm đi. Hiểu không? Lúc đó rồi muốn gì muốn. Giống người ta mới đi vô trong núi sâu người ta học võ. Bây giờ mình mới có luyện được đúng ra là mình luyện tới 10 chiêu. Mình mới trở thành một tay kiếm khách để lan bạc giang hồ được. Hiểu không? Mà bây giờ mình mới luyện có 2 chiêu, mình tưởng đó mình là cao thủ à. Mình cũng xách kiếm mình đi ra chợ chơi. Hay không? Mình cũng cầm kiếm mình quơ quơ trước chợ, người ta cũng khen mình. Nhưng mà không ngờ mình gặp cao thủ, nó chỉ cần đụng nhẹ té. Lúc đó mình mới thấy rằng ô, thì ra thầy đã nói rằng mày phải luyện đúng tới chiêu thứ 10. Lúc đó mày mới thật sự có thể có khả năng làm tay kiếm khách đi lang bạc giang hồ được. Mình không nghe, hiểu không? Mới vô luyện 2 chiêu chạy ra gấp gáp quá. Nên nhiều người mình có tâm từ bi lắm, mà từ bi của mình thiếu trí tuệ.
Mình chưa biết mình có bản lãnh gì mà mình muốn độ người ta. Thấy không? Tại sao những đứa ở trong chùa mãi mãi? Vì hồ mình tắm, ao mình bơi vẫn ngon. Đi lỡ ao hồ người ta có chừng dính ở đó luôn, vậy không được. Nên ao hồ mình vẫn là ngon, dù cỡ nào cũng của cha mẹ mình, của thầy mình, vẫn là đặc biệt hơn là đi tầm bậy tầm bạ. Tôi có cái góc độ như vậy đó à, nên tôi ở chỗ đó. Cái lượng Phật tử mà ngoài Hà Nội rủ những đức đi ngoài đó biết nhiêu, nó những đức không dám nói câu mờ. Nhưng mà cái người mà rủ những đức đi không ít đâu quý vị. Nhiều các tỉnh thành khác họ rủ những đức đi rất là nhiều, những đức luôn luôn từ chối hết. Có người họ nói ra ngoài đó pháp hội có khi mười mấy hai chục ngàn người đó thầy. Nên thôi tôi ở đây cũng mười mấy hai chục ngàn vậy. Hiểu không? Nên chúng ta có được thì chúng ta cảm thấy quý đi. Chúng ta đừng có nên trèo cao quá. Trèo cao quá có chừng té đau đó bạn. Thật sự mà nói, nếu thí dụ như buổi giảng của những đức mà câu hỏi Phật niệm đến cùng khoảng 5.000 đổ lại, những đức nói 5.000 người đó mà cả đời những đức gàn cho họ giảng sanh tôi cũng mừng húm. Đúng không? Tôi không dám đòi hỏi cao nữa quý vị ơi. Bây giờ mỗi người chúng ta đi tu mà quý vị độ được 50 người giảng sanh, người nào xuất gia cũng độ được 50 người giảng sanh thì trời ơi ngon gì đâu. Nói chi cao xa chi cho nó mệt thêm nè. Không có dám đòi hỏi nhiều quá. Nà, Phật cho nhiêu hưởng nhiêu à. À, biết an phận. À, mình cứ ở chỗ hoài đi, người ta đến nhiêu nhiêu đây nè. Người ta hiểu, người ta thích, người ta đến cứ nhiêu nhiêu. Mà bổ túc cho mấy cái cô này nha. Mấy bà cứ đi theo nghe mình hoài, xiên mình bổ túc mấy bà đi. Chứ mình chạy bỏ mấy bà giết mấy bà lạc đàn. Không giỡn đâu. Không có những đức thật sự mà nói với quý vị là những đức chung với quý vị. Chung với quý vị á. Nên quanh năm suốt tháng bị đến lúc nào cũng gặp những đức nha. Nhưng đừng có bỏ, không có chuyện mà đi đến mà không gặp thầy. Đưa lên chương trình tu là Iran. Hồi đó tới giờ nó Iran luôn, cứ vậy hoài à. Ngày xưa thầy Lý Bỉnh Nam vì sao mà ngày ở Đài Trung ngày độ nhiều người chi? Vì ngày ở có một nơi đó, mỗi tuần chủ nhật ngày làm hoài luôn á, ba mấy năm. Và tôi tin không, nói thầy Lý Bỉnh Nam độ chúng sanh giảng sanh nhiều lắm. Giá chót cũng 500 người giảng sanh. Ghê không? Ở một nơi, ở một nơi giảng sanh rất là đông. Vì người ta đến mỗi tuần cứ bòi hoài cho người ta. Bây giờ cứ bòi hoài người ta tính nguyện niệm Phật thì người ta giảng sanh chứ thì sao. Nên từ nơi đó mà thầy Lý Bình Nam nói rằng ông đi chỗ này chỗ kia giảng lợi ích là ông, nhưng mà chúng sanh lợi ích ít lắm. Tại vì sao? Một ngày cho ăn mà 29 ngày nhịn đói thì họ đâu có kết quả bằng là mỗi ngày cho ăn. Nhưng mà cái mạng internet bây giờ cũng hay lắm, mỗi ngày đều cho ăn cũng được, tùy mình có chịu ăn hay không. Hiểu không? Đó là cái quan trọng lắm. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai dưới đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta bên đây mọi tuần thứ bảy chúng ta có tổ chức khóa tu như ngày chủ nhật ở bên hội tháp. Hội quý Phật tử giờ đây đọc chư tăng ni, Phật tử khắp nơi mình về đây mình tu, mình đem cái công đức mình niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực. Mình hồi hướng cầu an cho người thân của mình. Hiện tại chúng ta đến đây tu, mình cảm ơn Hòa Thượng xây chùa, nên mình hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đều biết pháp và đề tâm, biết tu hành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức nào hướng cầu siêu cho củ quyền thất thổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này.
và tất cả những người chết chưa được siêu thoát và chúng sanh chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí như cung, từ thực biến tập phương nhất tiết Phật tự còn. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai công tình Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngạ kim tí như cung, tự thực biến tập phương nhất tiết hữu tình còn. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng tình Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn còn. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, ta bà ha. An một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã năng tam bà và ra hồng. An ngã ngã năng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Công đức phóng sanh rất là đặc biệt thù thắng. Tất cả chúng ta đến với cuộc đời này có những người mình sanh ra đời rất khỏe mạnh và sống lâu, nhưng có những người thì sanh ra đời bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi và chết yểu. Điều từ ngay cái chỗ những người mà khỏe mạnh sống lâu thì người ta biết ăn chay, biết phóng sanh, không có sát sanh, nên sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Còn cái người chúng ta sanh ra mà bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi là do từ sát sanh hại vật, nên mỗi đứa con nít mà có khi mình sanh ra mình thấy nó khó nuôi, mà đứa này mình nhìn mình thấy nó lớn lên có thể bất hiếu với cha mẹ, nhưng mà đi về chùa nghe đạo, biết tu, biết niệm Phật, biết ăn chay, đứa này có khi lớn lên nó lại chuyển cái nghiệp bất hiếu trở thành có hiếu với cha mẹ. Nên cái công đức phóng sanh rất là thù thắng,
Nên những người bệnh đau này kia rồi mình phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Nên những người bị ung thư này kia mà về đây mình nghe pháp, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết phóng sanh, nó chuyển cái nghiệp bệnh, vì có khi nó khỏe mạnh và sức khỏe tốt và biết tu hành niệm Phật. Đó là cái chỗ rất là đặc biệt thù thắng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong thả chim nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng buổi trưa quý vị. Chúc quý vị ăn ngon miệng. A Di Đà Phật.